Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 55. Lại là một kiếm này, lúc trước Vân Chân cũng không cách nào đỡ nổi. So về nội tình thì Lâm Nhất kém hơn Vân Chân rất nhiều, Vân Chân có thể cố chịu được, còn hắn thì theo ta thấy hắn ta không cố được bao lâu đâu. Cảm xúc của mọi người đã sớm sôi trào, không khỏi đứng bật dậy, nhẹ giọng than thở. Lại là một chiêu này, lại là một kiếm này, thiên lôi phá. Lâm Nhất, cẩn thận, một tiếng hô nhỏ vang lên từ vị trí dành cho khách quý. Hân Nghiên cố xoa dịu trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực, khuôn mặt cô tràn đầy lo lắng. Chết đi, trong trường hợp tu vi ngang nhau thì không ai có thể tiếp được một kiếm này. Ánh mắt Bạch Lê Hiên lóe lên tia sáng lạnh, lộ rõ sự tàn khốc. Hắn ta nhìn chòng chọc vào Lâm Nhất. Vậy ư, thế nhưng ta cũng có một kiếm cần nhờ ngươi chỉ giáo. Nhìn một kiếm hệt như tia sét đâm thủng bầu trời, hung hăng lao đến, Lâm Nhất bày ra vẻ mặt bình tĩnh trước nay chưa từng có. Đối mặt với sát chiêu này, lòng của hắn, kiếm của hắn, người của hắn không có chút nào căng thẳng hay lúng túng. Trên người thiếu niên bộc phát kiếm ý nồng đậm, kiếm ý khắp toàn thân bắt đầu run lên một cách điên cuồng, trái tim hướng kiếm, từ trước đến nay chưa từng có. Kiếm thứ 10, Thiên Phá Vân. Lâm Nhất đã sớm muốn thỉnh giáo Thiên Lôi Phá một phen, ánh mắt hắn lóe sáng, nhanh chóng đẩy kiếm Thế Thủy Nguyệt lên đến đỉnh phong, chém mạnh ra. Một tiếng nổ rung trời vang lên, mặt đất đột nhiên nứt toác, kiếm Thế Thủy Nguyệt hùng mãnh và đầy bá khí ngưng tụ thành một cái vòi rồng, cuốn lấy kiếm Thế mênh mông cuồn cuộn, ầm ầm trỗi dậy. Bầu trời vốn đã u ám dường như bị xé toạc ra khi vòi rồng xuất hiện. Kiếm ý khủng bố đổ ập xuống. Dị tượng xuất hiện liên tục. Từng tia chớp lóe lên, chiếu sáng cả khoảng trời, dưới thứ ánh sáng chói lóa kia, gương mặt tuấn tú của thiếu niên dường như hóa thành một bức tượng điêu khắc, trở thành vĩnh hằng. Một kiếm này, xé rách trời, đánh tan mây, mây trời đều vỡ vụn, chỉ duy kiếm này là vĩnh hằng. Cùng lúc đó, một chiêu thiên lôi phá của Bạch Lê Hiên cũng xé rách bầu trời, bộc phát từng đợt sấm sét hung tợn, ầm ầm đánh xuống. Phút chốc, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, hai luồng kiếm quang kinh thế hãi tục đã va vào nhau trên chiến đài vương giả. Ngay khi va chạm, một tiếng nổ mạnh vang lên, cùng với đó, trời đất bắt đầu rung lắc dữ dội. Từng luồng kiếm quang bắn ra hệt như một thoáng kinh hồng, quét qua khắp bốn phía trên quảng trường Long Môn rộng lớn. Những nơi nó đi qua, có không ít người bị trọng thương, hiện trường lập tức vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Mọi người cảm thấy cực kỳ sợ hãi và bối rối, vội ra tay ngăn cản. Thời khắc hai luồng kiếm thế đáng sợ kia hoàn toàn giao thoa, chân nguyên sôi trào, dị tượng nghiền nát, dư chấn khủng bố như hóa thành thực chất, dùng tốc độ kinh người quét ngang toàn trường. Vèo, vèo, vèo. Giữa không trung, vài bóng người xông ra như tia chớp, bọn họ liếc nhìn nhau rồi đồng loạt ra tay. Trên chiến đài vương giả rộng lớn lập tức xuất hiện một tầng hào quang dày đặc có hình nửa vòng tròn, bao phủ toàn bộ chiến đài. Keng keng keng. Dư chấn còn sót lại va vào màn hào quang phát ra tiếng nổ mạnh, dưới sự công kích liên tục, màn hào quang bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Hai tên này. Tám gã trọng tài vừa ra tay đều cảm thấy chấn động đến mức không nói nên lời. Mãi một lúc lâu sau, những dư chấn còn sót lại mới tiêu tán. Tám vị trọng tài đồng loạt thu tay lại, màn hào quang cũng nhanh chóng tan biến. Xíu, yêu yêu. Vô số ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía đài chiến. Lúc này, trên chiến đài vương giả, một thiếu niên mặc áo xanh đang từ từ hạ xuống giữa không trung. Bên dưới, trên cánh tay phải đang cầm kiếm của Bạch Lê Hiên có máu tươi không ngừng chảy ra từ ống tay áo, men theo thân kiếm nhỏ xuống dưới. Đáng chết! Sao lại thế, ánh mắt Bạch Lê Hiên tràn đầy không cam lòng, gằn giọng nói. Ngươi thua. Tia lửa điện còn sót lại trên mặt đất vẫn còn nổ đi đùng, lúc này, kiếm thế trên người Bạch Lê Hiên đã vỡ nát. Còn kiếm thế trên người Lâm Nhất thì lại bộc phát sự sắc bén trước nay chưa từng có, hệt như ánh trăng, tỏa ra thứ ánh sáng khiến mọi người phải ngước nhìn. Thiên Phá Vân đấu cùng Thiên Lôi Phá, thắng bại đã rõ. Thua. Không thể nào, Bạch Lê Hiên nổi giận gầm lên, lách người xông đến, thanh kiếm đã không còn nguyên vẹn trong tay hắn ta điên cuồng đâm về phía Lâm Nhất.
Nhưng Lâm Nhất lại chẳng chút luống cuống, hắn ung dung lui về sau, nhẹ nhàng né tránh cứ như đang dạo chơi vậy. Sau 4, 5 kiếm, Bạch Lê Hiên càng trở nên điên cuồng, khuôn mặt hắn ta vặn vẹo, trông rất dữ tợn. Dừng ở đây thôi, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, hắn nhẹ nhàng né tránh, rồi đột nhiên bộc phát khí tức khủng bố vô tận. Một luồng kiếm quang bổ thẳng ra với tốc độ tia chớp. Răng rác. Kiếm trong tay Bạch Lê Hiên bị chém thành hai đoạn. Không đợi hắn ta kịp kinh ngạc, Lâm Nhất đã đánh một chưởng vào ngực hắn ta. Rắc rắc rắc. Âm thanh xương sườn đứt gãy liên tục vang lên, Bạch Lê Hiên bị đánh bay ra ngoài, hộc máu ngay tại chỗ, cả người hắn ta quỳ sụp xuống, không cách nào gượng dậy nổi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn, thiếu niên mà ngày đó bản thân xem là con sâu cái kiến, vậy mà hôm nay, hắn ta chỉ có thể ngước mắt nhìn. Vẻ mặt thiếu niên lạnh lùng, trầm giọng nói, ta đã nói rồi, sẽ không giết ngươi, thế nhưng thù của ngựa huyết long thì vẫn phải trả. Một trưởng này xem như thanh toán toàn bộ ân oán giữa chúng ta. Bạch Lê Hiên ôm lấy ngực, máu tươi không ngừng trào ra khóe miệng, vẻ mặt hắn ta lộ rõ sự kinh ngạc. Cứ như đang chìm vào giấc mộng vậy, không muốn tỉnh lại nữa. Trọng tài không giấu nỗi sự kinh ngạc, trầm ngâm nói, trận chiến tiếp theo, có thể ngươi sẽ đánh với Tần Vũ hoặc Vân Chân. Thương thế của ngươi không nhẹ, nên nghỉ ngơi một lúc rồi lại đến. Máu tươi men theo thân kiếm táng hoa, rơi li ti trên sàn chiến. Con đường địa ngục đã định sẵn sẽ phủ kín máu tươi, tràn ngập giết chóc. Thế nhưng, dù máu có cạn thì chiến ý vẫn không vơi. Ngay khi mọi người cảm thấy nghi hoặc vì sao Lâm Nhất không nói gì, thiếu niên đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt hắn lúc sáng, tay cầm kiếm chỉ thẳng vào Vân Chân, giọng như sấm rền, lời nói mang theo sự điên cuồng, Vân Chân, lăn lên đây cho ta. Bốp! Giọng của thiếu niên vang vọng khắp toàn trường, vô cùng chói tai, hệt như một cái tát mang theo xu thế sét đánh không kịp trở tay, hung hăng quất vào mặt công tử Vân Chân của Huyền Thiên Tông. Vân Chân, lăn lên đây. Năm chữ ẩn chứa kiếm ý như sấm bên tai, quanh quẩn không dứt, khiến lòng người thổn thức không thôi. Vân Chân là người như thế nào? Hắn ta nổi danh ngang ngửa với công tử Lưu Thương. Là nhân tài kiệt xuất có đủ tư cách tranh đoạt vị trí đầu bảng với công tử Tần Vũ trong Long Môn tranh tài lần này. Hắn ta tiến thẳng một mạch, thăng cấp mạnh mẽ, chân đạp Long Hổ, để lại uy danh hiển hách. Người này vẫn luôn đứng trên cao, khiến người khác phải ngước nhìn, chưa có ai dám lớn tiếng với hắn ta như thế. Đặc biệt là lời này xuất phát từ miệng Lâm Nhất. Từ khi Long Môn tranh tài bắt đầu diễn ra, thiếu niên này rất ít để lộ sự sắc bén. Chỉ khi cầm kiếm trong tay, hắn mới công khai tuyên bố sự hiện hữu của mình. Ai mà ngờ được chứ? Thiếu niên với gương mặt tuấn tú, thoạt nhìn có phần trong trẻo và lạnh lùng lại có một mặt kiêu ngạo như thế. Trên hàng ghế khách quý, mặt Vân Chân đen như đáy nồi, các đệ tử và trưởng lão của Huyền Thiên Tông cũng nổi giận, cả người bọn họ run lên từng hồi. Khá lắm, một tên kiếm nô sắp chết mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Không biết ngoan ngoãn xin tha thì thôi đi, trái lại còn nói lời sằng bậy. Hà ha, hà ha, hà ha, hà ha. Vân Chân giận quá hóa cười, hắn ta bỗng đứng bật dậy, tia sáng lạnh trong mắt bắn ra tứ phía, trầm giọng nói, ở đế quốc Đại Tần, chưa từng có ai dám vô lễ với ta như thế. Ngươi là kẻ đầu tiên, và cũng sẽ là cuối cùng. Ngông à, hôm nay, trong trận chiến này, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta tha mạng. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một. Sát ý toàn thân bộc phát, phút chốc, cả quảng trường Long Môn chìm trong luồng khí cực rét lạnh. Lạnh quá! Sát ý này, e là Vân Chân thực sự nổi giận rồi. Đáng sợ quá, người trong Phật Môn vốn nên lấy từ bi làm gốc, nhưng hắn ta lại thỏa sức chém giết tán tu, tà tu, không hề nương tay. Một thân sát ý bực này, không biết đã giết bao nhiêu tán tu mới ngưng tụ được. Lần này Lâm Nhất thảm rồi, sau hai trận đại chiến mà vẫn còn ngông cuồng như thế ư. Ngoan ngoãn nhận thua không phải được rồi à, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình có thể sáng tạo được kỳ tích. Đừng có mơ, để xem kết cục của hắn như thế nào. Nghe giọng điệu của tên Lâm Nhất này, có lẽ đã chuẩn bị tinh thần bị tra tấn một phen rồi. Âm thanh bàn tán vang lên bốn phía, có thể thấy được,
không ai tin rằng Lâm Nhất có thể thắng được công tử Vân Chân. Còn về con đường địa ngục thì, theo như bọn họ thấy, đó chẳng khác nào chuyện cười, suy cho cùng vẫn là Lâm Nhất cậy mạnh mà thôi. Sát ý toàn thân Vân Chân sôi trào, hắn ta nhảy mạnh xuống chiến đài vương giả, lạnh lùng nhìn đối phương rồi gần giọng nói, muốn leo ra từ địa ngục ư. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải hối hận khi đối đầu với ta, hối hận vì đã làm nhục ta. Vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng, hắn không nói một lời, chỉ lung lay chĩa kiếm táng hoa về phía đối phương. Táng hoa nhỏ máu, cùng với âm thanh kiếm ý reo vang, nó càng bộc lộ sự trong trẻo mà lạnh lùng, hệt như một làn nước mùa thu với những bông hoa rải rác. Trận chiến thứ ba trong con đường địa ngục, công tử táng hoa đối chiến cùng công tử Vân Chân, sau khi tuyên bố, trọng tài lẳng lặng lui xuống. Ông ta vừa dứt lời, Vân Chân đã bước lên một bước, Phật uy mãnh liệt tuôn trào khắp toàn thân, so với trận đấu cùng Bạch Lê Hiên lúc trước, hiện tại, Phật uy trên người Vân Chân có thêm ý niệm giết chóc, mang đến cảm giác áp bức nặng nề hơn. Bên dưới Phật uy sáng chói lại ý niệm giết chóc, tra hỏi lòng người, chạm đến linh hồn. Cứ như Lâm Nhất đang đứng trước mặt hắn ta không phải người mà là một tên yêu ma gây nguy hại đến nhân gian. Còn Vân Chân chính là một vị kim cương chân chính, thay trời hành đạo, siêu độ tà ma. Hắn ta bước từng bước đến gần, Phật huy ẩn chứa ý niệm giết chóc đánh về phía Lâm Nhất càng thêm đáng sợ, càng hóa thành thực chất. Uy áp khủng bố đè xuống, Lâm Nhất nhếch môi cười nhạt, hờ hững nhìn về phía đối phương. Thấy vậy, Vân Chân không khỏi cười khẩy, đã chết đến nơi mà còn không biết, để xem lát nữa ngươi còn cười được hay không. Giết! Trên mặt Vân Chân lộ vẻ dữ tợn, hắn ta thét lên một tiếng đầy phẫn nộ, uy lực long hổ bộc phát, Phật quang bao phủ toàn thân, cùng với sự kích động của chân nguyên, Phật uy khủng bố mang theo ý niệm giết chóc cũng bắt đầu sôi trào. Hắn ta kết ấn bằng một tay, sau đó đẩy mạnh ra trước, hung hăng đánh úp về phía Lâm Nhất. Kim cương ấn. Kim cương ấn sáng chói hóa thành một đài sen, bên trên có kim cương chừng mắt, khoảng không gian xung quanh bỗng chốc bị bao phủ bởi Phật quang vạn trượng. Mắt thấy kim cương ấn sắp rơi xuống, nhưng Lâm Nhất vẫn không hề nhúc nhích, mặc kệ một chiêu này khủng bố đến nhường nào. Tên này muốn làm gì? Chờ chết ư? Mọi người lập tức tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng ngay lúc đó, Lâm Nhất đã có một hành động khiến ai cũng thấy bất ngờ. Kiếm táng hoa nhoáng lên một cái, rồi chui tọt vào vỏ. Cạch. Kế đó, Lâm Nhất hung hăng đâm xuống đất một nhát, vỏ kiếm đâm thủng sàn chiến đài vương giả, bỗng chốc, có tiếng rồng ngâm hổ gầm bộc phát trên người thiếu niên. Hắn nhấc chân bước lên. Long hổ quyền, bất diệt kim cương ấn. Kiếm ý toàn thân bộc phát, hai tay Lâm Nhất kết ấn. Ngay khi đài sen kia sắp nện xuống, hắn đẩy mạnh tay ra. Thoáng chốc. Kim quang tăng vọt, năng lượng từ một ấn này bùng nổ như núi lửa phun trào. Hai kim cương ấn hoàn toàn khác biệt va vào nhau giữa không trung, lập tức vỡ nát, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư chấn còn sót lại quét ngang qua, khiến tà áo màu xanh của thiếu niên tung bay phấp phới. Chết tiệt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vân Chân tối sầm, rõ ràng là tên nhóc này đã thu kiếm lại. Muốn chết. Trong cơn giận dữ, hắn ta bước lên một bước, đài chiến cũng theo đó mà rung lắc dữ dội. Vân Chân quát to, long hổ quyền, phá không ấn. Phật uy toàn thân hắn ngưng tụ thành một cái Phật thủ cực lớn, thủ ấn nện xuống dường như nằm giữ một vùng trời đất trong lòng bàn tay. Ngay khi Phật thủ kia đánh xuống, Vân Chân cũng ra tay. Thi triển long phi hổ khiêu dưới sự hỗ trợ của phá không ấn. Long hổ quyền, phá không ấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mắt thấy là giả, nhìn không thấy không phải là không có, tâm không thấy mới thực sự là không có. Cái gọi là phá không, chính là đâm thủng mãnh hổ và chân long trong nội tâm con người, đánh vỡ sự hư vô trong lòng họ. Phá không ấn, phá tan sức mạnh từ tận tâm khảm. Long phi hổ khiêu. Lâm Nhất cũng thi triển long phi hổ khiêu, và cũng có phá không ấn phụ trợ, có điều quyền của hắn không có Phật uy, mà chỉ có kiếm, kiếm quang vô cùng vô tận hội tụ trong quyền. Xương cốt toàn thân hắn bùng nổ, phát ra âm thanh cực vang hệt như dòng chảy quyết tuyệt của Giang Hà.
hai bóng người, mỗi người nắm chặt quyền, hung hăng va vào nhau giữa không trung. Trên chiến đài vương giả to lớn, hai quyền va chạm tạo thành một vụ nổ, hằng hà sa số bụi đất bị xốc lên. Thế nhưng, một cảnh tượng đáng sợ hơn nữa đã diễn ra, dưới sự ảnh hưởng của dư chấn, đất đá và bụi bị xốc lên bỗng lắng đọng giữa không trung, khiến người ta nhìn vào có cảm giác thời gian dường như bị kéo chậm lại. Phá! Hai người quát to một tiếng, vận sức dồn vào quyền bên trái, lao đến với tốc độ xé gió. Phật thủ cực lớn đằng sau Vân Chân đột nhiên nắm chặt thành quyền, cô đọng Phật uy cuồn cuộn và đáng sợ, hung hăng nện về phía trước. Đằng sau Lâm Nhất thì có hư ảnh mãnh hổ được ngưng tụ từ kiếm ý, oai phong khắp thiên hạ, vượt qua núi sông, quét ngang mà ra. Ầm, ầm, ầm. Phút chốc, trời đất đổi màu, vô số bụi đất và đá vụn giữa không trung bị chôn vùi. Đến khi hai người lui ra, khoảng không trên chiến đài vương giả vẫn còn được cọ rửa không biết bao nhiêu lần, hệt như có mưa to gió lớn ào ào trút xuống, mỗi lúc một tinh khiết, không nhiễm trần thế. Ngăn được. Dưới đài, tiếng kinh hô liên tục vang lên. Rõ ràng là Lâm Nhất đã chặn được, hắn đã dùng Long Hổ Quyền để ngăn chặn hoàn toàn thế công của Vân Chân. Tên Lâm Nhất này định không rút kiếm thật à? Đúng là có hơi ngông cuồng. Khó trách hắn dám bảo Vân Chân lăn lên, quả nhiên là có chuẩn bị từ trước, nếu như thật sự có thể đánh bại đối phương mà không cần rút kiếm, há chẳng phải Vân Chân sẽ hoàn toàn mất hết thể diện hay sao? Vốn dĩ mọi người cũng không quá để tâm đến trận chiến này, bởi vì ai cũng cho rằng Lâm Nhất chắc chắn sẽ bại, nhưng bây giờ, tất cả đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Trưởng lão và đệ tử Huyền Thiên Tông bỗng có cảm giác hoang mang, không khỏi trở nên căng thẳng. Phục ma ấn. Vân Chân tức giận không thôi, lập tức bước lên một bước, sau đó lấy đà nhảy vọt lên trời. Giữa không trung vang lên tiếng rồng ngâm hổ khiếu, hư ảnh đáng sợ của một rồng một hổ bị hắn dẫm mạnh dưới chân. Chân đạp Long Hổ. Dị tượng sinh ra, trên người Vân Chân ẩn chứa Phật uy giết chóc, luồng Phật uy này liên tục tăng lên đến đỉnh phong. Phục ma ấn hung hăng đánh xuống. Một ấn này khiến cả bầu trời bị bao phủ bởi Phật uy cuồn cuộn. Chân đạp Long Hổ, từ từ đánh thẳng xuống. Phật uy ngập trời rơi xuống cùng phục ma ấn, ngưng tụ thành một chữ vạn cổ xưa, không ngừng phóng đại. Chẳng mấy chốc, ấn ký chữ vạn này đã trở nên sừng sững và hùng vĩ tựa như một ngọn núi. Còn chưa hoàn toàn rơi xuống mà uy áp của nó đã ngưng tụ thành cuồng phong, sộc thẳng về phía Lâm Nhất, khiến hắn phải liên tục lui về sau. Cảm giác như thế nào? Nhìn thấy Lâm Nhất bị ép lui, Vân Chân nhe răng cười nói, nếu không có nội tình Phật môn thì tuyệt đối không thể phát huy được toàn bộ uy lực của phục ma ấn. Ấn này khủng bố gấp bội lần so với kim cương ấn và phá không ấn, tên nhóc kia, đã biết lợi hại chưa? Trong mắt hắn ta lóe lên tia đắc ý, theo như hắn thấy, nếu Lâm Nhất dám dùng Long Hổ Quyền để đỡ phục ma ấn của mình thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Vẻ mặt Lâm Nhất không hề thay đổi. Chân nguyên trong cơ thể cuộn trào không ngớt, ầm ầm dậy sóng như giang hà sục sôi. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, 72 cánh hoa tử diên ở vùng đan điền lẳng lặng tách ra. Đến khi 72 cánh tử diên hoàn toàn tách ra, ánh mắt Lâm Nhất bỗng lóe sáng. Ta có một kiếm đã trải qua sinh tử, thiên trùy bách luyện, cương trực công chính, sáng chói như ánh mặt trời, tựa như tâm ta, không sợ sinh tử. Đối mặt với phục ma ấn sừng sững như núi, nhiệt huyết trong lòng Lâm Nhất sôi trào, hắn nhảy vọt lên một cách hiên ngang bất khuất. Sau đó dùng kiếm thế dày đặc của bản thân đánh ra một ấn, đó chính là phục ma ấn. Kim quang sau lưng hắn sáng chói, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm tỏa ra hào quang vạn trượng. Ta không phải Phật, thế như một kiếm của ta không sợ quần ma. Ta dùng kiếm của mình để phục ma diệt yêu. Kiếm vừa ra, phục ma ấn kết thành. Trước ánh mắt chăm chú của ngàn vạn người, Lâm Nhất đánh ra một quyền, kiếm phục ma mang theo hào quang vạn trượng sau lưng bắn thẳng lên trời. Rắc rắc rắc. Giữa không trung, phục ma ấn hệt như ngọn núi kia bị đứt gãy thành từng khúc, dần sụp đổ. Một kiếm này đã hoàn toàn đâm xuyên qua nó. Chư thiên ấn. Còn chưa kết thúc, sau lưng Lâm Nhất đột nhiên có 36 luồng kiếm quang lao ra. Xếp thành hình rễ quạt giữa không trung,
xua tan toàn bộ Phật quang bởi chính kiếm ý mênh mông của hắn. Uy lực long hổ trên người hắn đã đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Như kiếm, như Phật. Rầm. Thiếu niên lao vọt đến, đánh một quyền thẳng vào ngực Vân Chân mà không chút nể tình. Phật uy khắp người Vân Chân bị nổ tung ngay tại chỗ, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị đánh văng ra xa. Không đợi đối phương đứng dậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Nhất đã lóe lên sát ý nồng đậm. Thịch, thịch, thịch. Trận đại chiến của hai người khiến chiến đài vương giả thủng lỗ chỗ, thiếu niên như mãnh hổ lao đến, mỗi một bước chân của hắn khiến đài chiến run lên từng hồi. Ầm, ầm, ầm. Hắn lao đi như điên, khiến vô số bụi đất bị sốc lên. Vân Chân vừa lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp đứng vững thì đã lãnh trọn một quyền thẳng vào mặt. Quyền ra như kiếm, kiếm ra như quyền. Bốp! Như quyền, như kiếm, lại như mãnh hổ đang lao vọt đến trên chiến đài vương giả. Sống mũi Vân Chân bị đánh gãy, máu tươi nhảy nhụa, hắn ta lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài y như một bao cát. Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Đường đường là công tử Vân Chân, không tệ đến vậy chứ. Thiếu niên thu quyền lại, đứng thẳng tại chỗ, táng hoa nghênh ngang đứng giữa trời đất. Hắn nhìn đối phương loạng choạng bò dậy, lạnh lùng nói. Giờ phút này, sau khi trải qua tâm ma trong táng kiếm đổ, hắn đã phá kén mà ra, sớm không còn như trước nữa. Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Đường đường là công tử Vân Chân, không yếu đến thế chứ. Trên chiến đài vương giả, Lâm Nhất đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn đối phương. Vân Chân loạng choạng đứng dậy, sống mũi hắn ta đã bị đánh gãy, máu tươi đầy mặt, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Không ai ngờ kết cục lại như thế. Trong lòng mọi người, trận chiến này vốn không có gì bất ngờ, Vân Chân chắc chắn sẽ thắng. Nhưng nào ngờ chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, thực lực của Lâm Nhất lại tiến bộ nhiều như thế, hơn xa thời điểm giao đấu với công tử Nham Tâm trước đó. Rốt cuộc tên này đã trải qua những gì? Vân Chân sẽ thua thật sao? Một trận đấu vốn không có bất ngờ bỗng chốc trở nên khó mà đưa ra nhận định, có hơi quái đản. Bốn bề yên tĩnh, không ai dám thở mạnh. A, ha ha, ta đã khinh thường ngươi rồi. Vân Chân lau đi vết máu trên mặt, nhìn máu đầy tay, hắn ta bật cười ha hả, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ. Xem ra không tranh được vị trí đầu bảng rồi. Hắn ta thở dài. Khi nhìn về phía Lâm Nhất, ánh mắt Vân Chân bỗng chốc trở nên lạnh lùng, hắn ta nói, người đã ép ta phải dùng toàn lực, ta cũng không cần giữ lại nữa, coi như không tranh vị trí đầu bảng. Khi nói đến mấy chữ không tranh, vẻ mặt của hắn ta bỗng trở nên cực kỳ dữ tợn. Còn chưa dứt lời, áo của Vân Chân đã nổ tung, để lệ ra thịt màu đồng cường tráng, trên bề mặt da có khắc phản văn cổ xưa. Phản văn to lớn hệt như hình xăm trải dài hơn nửa thân trên. Phản văn kia quanh co khúc khuỷu hệt như một con mãng xà khủng bố. Chợt, có một đường vân quái đản xuất hiện, đường vân phản văn chảy xuôi trên da thịt lóe lên hào quang rực rỡ như máu tươi. Đây là... cảnh tượng tà dị như thế khiến đồng tử của tất cả những người dưới đài co lại. Một lúc lâu sau, trên người Vân Chân bộc phát huyết quang ngập trời, cơ thể hắn cũng trở nên vặn vẹo một cách quái đản. Chiến thể lạc già. Ầm. Huyết quang nồng đậm lan ra khắp chiến đài vương giả, bên trong đó, mọi người có thể thấy rõ thân hình Vân Chân đang không ngừng biến ảo. Ken két. Âm thanh xương cốt vỡ ra và cơ bắp được tái tạo vang lên giữa đài chiến được bao phủ bởi huyết quang quái dị nghe vô cùng chói tai. Sắc mặt nhiều người lập tức thay đổi, cảnh tượng này quả thật rất đáng sợ. Không phải tên này là người của Phật môn à? Sao yêu khí trên người hắn ta lại đáng sợ như thế, trông vô cùng tà ác. Lý Vô Ưu nhíu mày. Trước đó, tuy Vân Chân hung ác và tàn khốc, nhưng hắn ta lại bày ra Phật uy bá đạo trong một thời gian dài, khiến người ta có cảm giác trảm yêu trừ ma, bảo tướng trang nghiêm. Hiện tại, cảm giác đó thay đổi cực lớn, làm lòng người cảm thấy nghi hoặc. Bát Bộ Thiên Long, Mạc Hô Lạc Già. Trên hàng ghế khách quý. Lạc Phong biến sắc, nhìn không được kêu lên đầy hoảng sợ. Trong truyền thuyết, khi Phật Tổ giảng Pháp, có Bát Bộ Thiên Long đến nghe Pháp.
Bát bộ thiên long còn gọi là thiên long bát bộ, hoặc là bát bộ chúng. Bát bộ chúng đều là quái vật thần đạo. Sau này, những quái vật thần đạo này giác ngộ Phật Pháp, trở thành bát bộ thiên long của Phật giáo. Lạc Phong nghiêm túc nói, chiêu thức mà Vân Chân đang thi triển chính là truyền thừa của Mạc Hô Lạc Già, một trong bát bộ chúng. Mạc Hô Lạc Già vốn là mãng xà vương, là yêu thú chính cống. Mặc dù đã quy y Phật Pháp, nhưng yêu tính khó sửa, thế nên mới tạo thành dị tượng đáng sợ như thế. Trong những người đang xem chiến bên dưới, có ít ai biết rõ lai lịch của bát bộ thiên long, nên mới không nhìn thấu được Vân Chân đang thi triển loại bí thuật gì. Chỉ có một vài vị lớn tuổi mới nhìn ra mánh khóe trong đó. Thì ra là thế, trước đó, tên Vân Chân này không dùng hết toàn lực, là vì muốn giữ lại để tranh đầu bảng với Tần Vũ. Hiện tại, hắn ta bị buộc phải dùng đến át chủ bài, cũng có nghĩa là chấp nhận từ bỏ cơ hội tranh vị trí đầu bảng. Việc này, e là Lâm Nhất sẽ gặp khó khăn, chỉ mong chiến thể lạc già của Vân Chân còn chưa hoàn chỉnh, nếu không sợ là không có phần thắng. Có lẽ con đường địa ngục sẽ kết thúc tại đây. Huyết quang nồng đậm trên chiến đài vương giả lan ra bốn phía, một bóng người cao khoảng 10 trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Toàn thân người nọ đỏ như máu, nhìn từ xa, trên người hắn ta đầy những đường vân lúc nhúc như rắn, rất quái đản. Loáng thoáng có hơi thở quái dị tỏa ra từ hắn ta, giờ phút này, thoạt nhìn, Vân Chân tự yêu ma chỉ tồn tại ở thời thượng cổ, cực kỳ đáng sợ. Ta thật sự không ngờ ngươi có thể ép ta đến nước này, nhưng ta đã nói, trận chiến này, ngươi chắc chắn phải chết. Mắt hắn ta lóe lên tia sáng đỏ như máu, hai tay nắm chặt, cảm nhận sức mạnh ngày càng bành trướng đến mức muốn nổ tung, dục vọng giết chóc và hủy diệt trong lòng hắn đang sôi sục. Hiện tại, hắn ta đã hoàn toàn sánh ngang, hoặc có thể nói là mạnh hơn cả Tử Phủ. Vèo. Vừa dứt lời, đường vân rắn trên người hắn ta bắt đầu uốn éo, cơ thể chấn động mạnh, cuồng phong nổi lên. Khi cuồng phong sắp quét qua người mình, long tượng chiến thể trên người Lâm Nhất lẳng lặng được kích hoạt, hơn nữa còn hình thành chiến giáp màu tím bao khắp người. Linh văn cổ xưa trên chiến giáp cũng cô đọng thành hình tượng long tượng thượng cổ dữ tợn. Luồng khí tức thô bạo ào ào tuôn ra. Thân hình cao đến 10 trước kia phút chốc đã xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, nắm đấm to lớn hung hăng đánh thẳng về phía hắn. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Mặc dù có long tượng chiến thể và chiến giáp long tượng, nhưng Lâm Nhất vẫn không dám khinh địch, hắn lập tức thúc giục Tử Diên kiếm quyết đến cực hạn. Trên bầu trời, một đóa Tử Diên màu tím tràn đầy khí thế bỗng chốc được ngưng tụ. Giờ phút này, khí tức trên người Lâm Nhất cũng tăng vọt. Dùng thần quyết luyện thể mạnh nhất Đại Tần để thúc giục kiếm quyết thượng cổ, phút chốc diễn hóa dị tượng một thoáng phồn hoa. Ngay khi quyền kia sắp nện xuống, hắn đã kịp tung ra một quyền nghênh đón. Hai quyền va vào nhau, sức mạnh cuồng bạo bùng nổ, lấy Lâm Nhất làm trung tâm, mặt đất lần nữa nổ tung, dư chấn không ngừng lan ra. Dù là thế thì so về sức mạnh vẫn có sự chênh lệch, cho nên chỉ trong chốc lát, Lâm Nhất đã bị luồng sức mạnh này đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, chân nguyên ẩn chứa kiếm ý trong cơ thể Lâm Nhất lẳng lặng vận chuyển, chém vỡ nội kình yêu dị của đối phương. Hắn liếc nhìn cánh tay phải của mình, chỉ một chiêu vừa rồi mà đã có một vài vết thương rỉ ra máu tươi. Đáng sợ thật! Chiến thể lạc già này có thể mang đến ưu thế cực lớn về mặt tu vi cho đối phương chỉ trong phút chốc. Vân Chân lộ vẻ kinh ngạc, hắn ta không ngờ Lâm Nhất lại có thể ngăn được một quyền của mình. Bởi lẽ, hắn từng dùng một quyền này đánh chết một tên tán tu Tử Phủ khi đạt đến trạng thái đỉnh cao. Không ngờ một tên võ giả có tu vi huyền võ tầng 10 như Lâm Nhất lại đỡ được. E là công pháp mà tên này tu luyện không hề đơn giản. Cũng đúng. Nếu không có điểm đặc biệt, không có kỳ ngộ thì sao một tên kiếm nô như hắn có thể đi đến ngày hôm nay? Tuyệt đối không thể coi thường. Tuy nhiên, có thể ngăn được mấy lần chứ? Vân Chân cười dữ tợn, giờ phút này, khí thế của hắn ta đã hoàn toàn nghiền ép đối thủ khống chế toàn cục. Mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều bộc lộ sức mạnh đáng sợ của Tử Phủ, chuyện đánh thắng đối phương chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Rầm rầm rầm. Ý thế hiếp người. Hắn dùng chiến thể lạc già liên tục đánh ra từng quyền, trên chiến đài vương giả.
Mỗi một lần như thế, đài chiến đều rung lắc dữ dội, dư chấn còn sót lại lan ra khắp bốn phương tám hướng. Đối mặt với trận công kích cuồng loạn kia, Lâm Nhất bị ép lui từng bước, không ngừng thu hẹp không gian hành động. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã bị ép lui đến góc đài chiến, không còn đường để lui nữa. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù thân pháp của ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng vô dụng. Liếc thấy Lâm Nhất dù cố hết sức né tránh nhưng vẫn bị mình dồn đến góc chết, Vân Chân nhếch môi cười khẩy. Sức mạnh tuyệt đối, quả thật chiến thể lạc già này rất mạnh, nhưng đáng tiếc, không có nghĩa là ngươi mạnh. E là ngươi không thể duy trì được sức mạnh bá đạo này bao lâu đâu. Vân Chân thoáng khựng lại, trong mắt hắn ta lóe lên tia khác thường. Xem ra đã bị ta đoán đúng, tuy nhiên, cũng chẳng sao, nên dừng lại ở đây thôi. Nếu ngươi muốn so sức mạnh thì, như ngươi mong muốn, vừa dứt lời, ánh hào quang sáng chói tuôn ra từ trên người Lâm Nhất, một âm thanh cao vút mà thánh khiết đột ngột vang lên, lấy chiến đài vương giả làm trung tâm, vang vọng khắp trời đất, sộc thẳng lên trời. Chết! Sắc mặt Vân Chân thay đổi, để tránh có biến cố phát sinh, ánh mắt hắn ta lóe lên tia hung ác, huyết quang ngập trời từ trên người lại lần nữa bùng nổ. Kế đó... Sa Vân toàn thân cũng bắt đầu khởi động một cách điên cuồng. Thân thể hắn ta đột ngột hóa thành một luồng yêu quang màu đỏ rực, nhìn từ xa giống hệt như một con mãng xà cực lớn. Những nơi nó đi qua, có tiếng nổ rung trời vang lên, dường như không khí đã hoàn toàn bị vỡ ra. Yêu xà biến. Huyết quang khủng bố cùng với tiếng gào thét trầm và khàn xé rách không gian mà lao đến, hung hăng va vào Lâm Nhất đang nép mình trong góc. Đối mặt với hào quang yêu xà khổng lồ, duệ khí trong mắt Lâm Nhất bùng lên, hắn ngước mắt nhìn, đột nhiên một đạo hư ảnh lóe lên trên vòng trời, dang rộng hai cánh, khuấy đảo phong vân, bao phủ cả một khoảng trời. Bên trong hư ảnh kia thoáng có một đôi mắt lạnh như băng, quét ngang qua trời đất. Đại, phong, kình. Đến khi hư ảnh đã hoàn toàn dang ra hai cánh, trời đất đột nhiên bắt đầu rung lắc, có gió bất chợt nổi lên. Gió từ đâu đến? Từ ta. Lâm Nhất đánh ra một chưởng trước cái nhìn chăm chú của mọi người, nghênh đón hào quang màu đỏ quái đản đang đánh đến kia. Khoảnh khắc va chạm, khoảng không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Ầm. Một khắc sau đó, quần chúng đang xem chiến từ khắp các nơi trên quảng trường liền nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Yêu thần biến đỉnh cao của Vân Chân đã bị một chưởng kia đánh bay ra ngoài, không ngừng vọt thẳng lên trời. Tiễn ngươi lên trời. Chiến đài vương giả lung lay trực đổ. Giữa không trung, thân thể cao lớn của Vân Chân không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành dáng vẻ bình thường. Toàn bộ quảng trường Long Môn lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bóng người đang từ từ hóa thành một chấm nhỏ trên không, tất cả mọi người đều lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Cả đám há hốc mồm mà nhìn, không dám tin vào những gì vừa diễn ra. Không. Trên hàng ghế khách quý, trưởng lão và đệ tử Huyền Thiên Tông đứng bật dậy, sắc mặt tất cả đều trở nên âm u. Còn chưa kịp kinh hô thì điểm đen trên bầu trời đã rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Một tiếng nổ rung trời vang lên, bụi đất bị sốc mạnh lên, sức mạnh khủng bố lan ra ngoài, tất cả những người có mặt tại quảng trường Long Môn đều cảm nhận được sức mạnh kia có bao nhiêu đáng sợ. Phụt! Có người nhìn không được hộc máu ngay tại chỗ, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Giữa màn mưa bụi thoáng có bóng người đang vung vẩy ống tay áo. Ngay khi bụi đất bị quét sạch, trên đống đổ nát của chiến đài vương giả có một thiếu niên mặc áo xanh đứng ngạo nghễ. Trong đống hoang tàn còn có một người khác, cả người hắn ta toàn là máu, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng vừa được một nửa thì lại lần nữa quỳ sụp xuống. Cái quỳ này khiến tim của tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên đập mạnh hơn. Thình thịch, hoàn toàn không dừng lại được. Thắng. Con đường địa ngục, Lâm Nhất của Kiếm Các, cũng là công tử Táng Hoa, đã vượt khỏi dự đoán của mọi người để đi đến bước đường này. Nể tình lưu thương, ta sẽ không giết ngươi, tuy nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, giọng thiếu niên dường như từ địa ngục vọng lên. Hắn khẽ vẫy tay, kiếm Táng Hoa nhoáng một cái bay vào tay hắn. Vân Chân đang nằm trong đống đổ nát còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một luồng kiếm quang đánh về phía mình. Không. Hắn ta bị dọa sợ,
sắc mặt như cho tàn, nhưng bất kể có kêu la như thế nào thì cũng vô dụng. Hắn ta đã bị kiếm quang đánh bay ra ngoài, máu tươi bắn ra, tạo thành một đường vòng cung, cùng với đó, một cánh tay Vân Chân đã bị chém đứt. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết và thê lương, táng hoa của Lâm Nhất từ từ tiến đến, cuối cùng, mũi kiếm chỉ thẳng vào một người. Soạt. Trong phút chốc, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó. Kiếm chỉ vào, Đại Hoàng tử Tần Vũ. Đại Phong Kình, một chưởng đánh bại Vân Chân. Trên chiến đài vương giả, thiếu niên Lâm Nhất chĩa kiếm vào Tần Vũ. Đánh bại ba người liên tiếp trên con đường địa ngục, thiếu niên một đường đi đến đây có thể gọi là kỳ tích. Trong tình huống không được ai xem trọng, Lâm Nhất một kiếm chém đứt đôi vầng trăng sáng kia, dễ dàng chiến thắng Tư Tuyết Y, song lại dùng Thiên Phá Vân đánh bại Thiên Lôi Phá mà mọi người nghĩ hoàn toàn có thể giết chết cảnh giới tử phủ, rồi đến một chưởng đánh bại Vân Chân. Trừ kỳ tích thì không thể giải thích được mọi thứ trước mắt nữa. Nhưng ai biết được những cay đắng mà Lâm Nhất đã phải trải qua, ai hiểu được áp lực mà hắn gánh trên lưng. Không nhiều lời, chỉ có kiếm, chỉ có một kiếm, bình tĩnh chĩa về phía Tần Vũ. Hôm nay, hắn đã chờ giờ khắc này rất lâu rồi. Cái chết của Hân Tuyệt đại ca đã đến lúc đặt dấu chấm hết, dù là ở trong địa ngục, hắn cũng phải bò lên từng bước ngay cả khi toàn thân đầy máu. Nói với người đời, nói với thiên hạ. Hôm nay ở Long Môn tranh tài, Lâm Nhất hắn chỉ tranh hạng nhất. Tóc đen như thác, máu nhuộm xiêm y. Trên chiến đài vương giả, ánh mắt Lâm Nhất chưa bao giờ nóng cháy như vậy, sự phẫn nộ và bất cam đè nén trong lòng điên cuồng bùng phát, cùng với chiến ý ngút trời ngưng tụ trong mắt. Ánh mắt của thiếu niên kia, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Đáng sợ, chiến ý chứa trong ánh mắt đó ta chưa thấy bao giờ, không phải hắn thể hiện sức mạnh. Từ ban đầu hắn đã quyết tâm phải giành lấy hạng nhất. Có lẽ là vì lời hứa, nghe nói trước khi Hân Tuyệt chết, hắn đã hứa với đối phương. Hân Tuyệt à, kỳ tài kiếm đạo đã lĩnh ngộ được kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh trước khi chết đó ư. Nếu Hân Tuyệt còn sống, nhìn thấy Lâm Nhất có thể đi đến bước này, nhất định cũng sẽ rất vui lòng. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều bị chiến ý trên người thiếu niên cảm nhiễm. Bắt đầu hơi dao động trước tiền lệ con đường địa ngục không thể nào thành công ấy. Khiến người ta không kìm được muốn ủng hộ thiếu niên này. Nếu đã một đường lội ngược dòng đến đây, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, chân chính tạo ra bước ngoặt chỉ thuộc về mình. Chỉ là, Lâm Nhất có chiến thắng được Tần Vũ thật không? Ngay lúc này, Tần Vũ ngồi trên ngai vàng Tử Thanh lộ ra nụ cười lạnh lùng, bước đến phía trước một bước. Vù! Một bước vừa bước ra, giây lát sau, hắn ta đã xuất hiện trên chiến đài vương giả đã thành phế tích. Ngay lúc này, chiến ý bao la trên người hắn ta cũng bốc cháy. Nhìn Lâm Nhất ở phía trước, máu nóng trong người hắn ta trở nên sôi trào. Vừa có thể giành được vị trí đầu bảng, đồng thời cũng đích thân giẫm kẻ mình muốn giết nhất ở dưới chân. Hình ảnh tuyệt diệu như vậy, chỉ nghĩ tới thôi, cả người Tần Vũ đã phấn khích run lên. Thật không dễ dàng, không ngờ để chiến đấu với ta, ngươi lại liều mạng đến mức này. Một chưởng vừa rồi hẳn là võ học thượng cổ thu hoạch được từ trong mật cảnh ma liên nhỉ, nhưng ngươi còn có thể sử dụng thêm lần nữa không? Nhìn Lâm Nhất thương tích đầy mình, Tần Vũ cười khinh thường. Ngươi có thể thử xem. Lâm Nhất bình tĩnh nói. Dựa vào tình trạng hiện tại của ngươi, còn không đáng để ta dốc sức thử, tiếp được ba chưởng của ta rồi hắn nói. Tần Vũ tự cao tự đại, sau tiếng cười giễu cợt, hắn ta hạ thấp giọng nói, ba trưởng, sau ba trưởng, nếu ngươi còn chưa chết, ta sẽ cho ngươi tư cách thật sự đối chiến với ta. Ngông cuồng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự kiêu ngạo từ trong xương cốt qua lời nói của Tần Vũ. Cho dù Lâm Nhất đã đánh bại ba người liên tiếp, nhưng trong mắt hắn ta vẫn không đáng nhắc tới. Mọi người đều rơi vào im lặng. Vô số người xem chiến không ai dám cười nhạo sự ngông cuồng của hắn ta. Chỉ vì hắn ta là Tần Vũ, công tử phi vũ Tần Vũ. Thực lực của hắn ta sâu không thấy đáy, 3 năm trước hắn ta đã tranh quán quân với Lưu Thương, chỉ thua đối phương một chiêu. 3 năm sau, không ai biết thực lực của hắn ta đã mạnh đến mức nào.
Trận chiến cuối cùng của con đường địa ngục, Lâm Nhất đối chiến công tử Phi Vũ. Lời nói của trọng tài vừa dứt, Tần Vũ đã vung một tay lên, tùy ý tung ra một chưởng. Một chưởng này không có gì lạ, đơn giản mà tùy tiện, nhưng sau khi chưởng đó được đẩy ra, lập tức có khí tức đáng sợ bùng nổ. Mặt đất đổ nát đột nhiên giấy lên cát bụi, sau đó một bàn tay khổng lồ hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ bỗng dưng xuất hiện, tỏa ra khí tức nóng rực mà mãnh liệt. Khoảnh khắc bàn tay khổng lồ đó bỗng dưng xuất hiện, trên quảng trường Long Môn, sắc mặt của nhiều người đều biến đổi lớn. Khí tức chứa trong trường mang quá đáng sợ, thiên tài cảnh giới huyền võ đều dâng lên cảm giác sợ hãi, toàn thân run rẩy, cũng chỉ có cao thủ cảnh giới tử phủ mới có thể bình tĩnh quan sát. Con người trong mắt Lâm Nhất co lại, kiếm táng hoa không hề do dự phẫn nộ chém ra. Thủy Nguyệt kiếm pháp, ánh sáng hạo nguyệt. Tử Diên kiếm quyết vận chuyển toàn lực, chỉ chớp mắt, 72 cánh hoa đều nở rộ. Ánh sáng hạo nguyệt tỏa ra hào quang kỳ lạ trước kia, cùng với ánh sáng hạo nguyệt rồi rào lần nữa nở bung lúc này ngưng tụ thành một chùm ánh sáng kiếm màu tím, trong nháy mắt va chạm với trường tay khổng lồ kia. Ầm ầm. Hư không run rẩy, dư âm đáng sợ cuồn cuộn lan ra. Nhưng chốc lát sau, kiếm mang màu tím như lửa như trăng ấy lập tức tan vỡ. Lâm Nhất hơi biến sắc, chỉ có thể đưa ngang kiếm trước người, ngăn chặn trưởng mang tiếp tục lao tới. Trong tiếng nổ dần trời, ánh trăng tan vỡ và kiếm mang vỡ vụn tựa tuyết rơi xuống chiến đài vương giả. Lâm Nhất lùi lại, ra tới ngoài rìa chiến đài vương giả mới đứng vững được. Chỉ là sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch chưa từng thấy, không còn chút sắc máu. Quá yếu, bổn hoàng tử chỉ mới dùng chưa tới ba thành sức mạnh mà thôi. Lâm Nhất, người yếu đến vậy sao? Cuồng phong thổi qua, dư chấn giao rộng, Tần Vũ nheo mắt lại, mỉm cười nhìn Lâm Nhất. Chưa tới ba phần. Lời nói của Tần Vũ lập tức khiến mọi người ở quảng trường Long Môn vô cùng kinh ngạc. Sao có thể, một trường chưa tới ba phần thực lực đã làm cho Lâm Nhất chật vật như thế? Rốt cuộc Tần Vũ đáng sợ đến cỡ nào? Vẻ mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc. Đối thủ đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn, hắn đã phải dốc toàn lực để ứng phó với nhát kiếm vừa rồi. Mặc dù lúc này chưa phải đỉnh phong, nhưng kiếm thế chưa vỡ, Tử Diên kiếm quyết được thi triển toàn lực chắc chắn có uy lực không thấp. Là vì công pháp cấp địa ư? Tiếp tục đi, người đoán xem một chưởng này ta sẽ dùng bao nhiêu lực. Không cho Lâm Nhất thời gian suy nghĩ, Tần Vũ cười nhạt một tiếng, vẻ hưng phấn chợt lóe qua trong mắt. Tốt lắm, đây chính là cảm giác mà hắn ta muốn. Từ từ tra tấn, từ từ thôi. Ầm ầm. Trước mặt Lâm Nhất đột nhiên có đất đá bay mù trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, vẫn là một bàn tay khổng lồ đánh tới như thương long gầm thét, chỉ là nó trông thật và tàn bạo hơn. Sóng nhiệt nóng rực tỏa ra, nhiệt độ trên quảng trường Long Môn lập tức giảm mạnh. Một khí tức đáng sợ bao trùm quảng trường, đất trời hoàn toàn yên tĩnh. Không có một tiếng động nào dưới một trường này. Ngoài trường mang nóng rực và tàn bạo ra thì không còn gì khác. Trên mặt Lâm Nhất là biểu cảm nghiêm túc chưa bao giờ có, hắn cảm nhận luồng khí nóng rực đang từ từ đánh tới, tay cầm chặt kiếm táng hoa đang rung. Ngay sau đó, kiếm táng hoa phát ra ánh sáng chói mắt. Thanh kiếm đã gần đạt tới trình độ huyền binh bảo khí này được Lâm Nhất thôi động đến cực hạn, sau đó đâm mạnh ra. Thủy Nguyệt kiếm pháp, xương hàn vạn lý. Thủy Nguyệt kiếm pháp, chí âm tạo hàn, kiêu ngạo tột đỉnh, nó đã được Lâm Nhất tu luyện đến hóa cảnh, độ mạnh của sát chiêu đã vượt xa những gì mọi người có thể tưởng tượng. Chiêu kiếm xương hàn vạn lý này có thể đóng băng mọi thứ trong tầm mắt. Kiếm quang hoa lệ cuốn theo kiếm thế chí âm tạo hàn lao đi. Một mảng xương giá nhanh chóng lan rộng trên mặt đất, trong tích tắc, những nơi kiếm thế đi qua. Dường như kể cả không khí cũng bị đóng băng. Trưởng mang đang đánh tới kia cũng lập tức đóng băng. Thành công. Mọi người nhướng mày, nhưng chưa kịp lộ vẻ vui mừng đã nghe thấy một tiếng giòn giã. Răng rắc, kiếm thế đóng băng trưởng mang lập tức giãn nứt, trưởng mang tàn bạo như có thực thể đánh tới một cách hung hãn hơn, chớp mắt đã va mạnh vào người Lâm Nhất. Phụt. Lâm Nhất há miệng hộc ra một búng máu. Lâm Nhất đã trúng trưởng thứ hai. Bị thương nặng chưa từng có kể từ lúc bước lên con đường địa ngục,
Xem ra ngươi không thể đánh một trận chân chính với bản hoàng tử. Tia sáng lạnh lóe qua trong mắt Tần Vũ, hắn ta nhìn Lâm Nhất với vẻ lạnh lùng, nhẹ giọng lẩm bẩm, dù sao cũng chỉ là một tên kiếm nô, ảo tưởng nghịch thiên sửa mệnh thì cũng thật ngây thơ. Nỗi nhục mà ngươi đã mang lại cho bản hoàng tử trong hôn lễ, hôm nay ta sẽ trả hết cho ngươi bằng cú trưởng bảy phần thực lực này. Ngay khi vừa dứt lời, hắn lao nhanh tới phía trên Lâm Nhất, trưởng thứ ba từ trên cao đánh xuống. Một trưởng từ trên trời giáng xuống này như có thực thể, tỏa ánh lửa vàng kim, tựa như một ngọn núi lửa khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Rắc rắc rắc. Trưởng mang còn chưa hạ xuống, chiến đài vương giả đã bắt đầu rung lắc dưới uy áp này. Cú trưởng này còn đáng sợ hơn nhiều so với hai trưởng trước đó gộp lại. Xong rồi. Khi thấy trưởng mang này xuất hiện, đây rõ ràng là một trưởng nóng rực nhưng lại khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Một trưởng mạnh như thế, nếu ở cùng cảnh giới thì e rằng nó có thể giết chết hơn 10 nhân tài bán bộ tử phủ cùng một lúc. Nhìn trưởng mang sáng chói như mặt trời này, vẻ kinh dị thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, chỉ với 7 phần thực lực đã đáng sợ như vậy sao? Có lẽ trưởng thứ hai làm hắn bị thương nặng vừa rồi còn chưa dùng hết 5 phần thực lực. Sắp thua rồi ư? Nhưng mối thù giữa ta và ngươi sao có thể chấm dứt như thế được? Lâm Nhất ngước mắt lên, trong mắt toát ra sát khí vô tận, luồng sát khí này lập tức phóng thẳng lên trời. Khi luồng sát khí này từ trên người hắn bắn ra, trong bộ áo xanh nhuộm máu, Lâm Nhất trông như Tu La bước ra từ địa ngục. Trong khi điên cuồng thi triển Tử Diên kiếm quyết, vùng trời sau lưng hắn hiện lên một hàng hoa Tử Diên. Khi đường nét hoa Tử Diên hiện lên, kiếm thế trên người hắn lại đạt tới đỉnh phong, rồi rào vô tận. Thủy Nguyệt kiếm pháp, nhát kiếm thứ 10, Thiên Phá Vân. Toái Thiên Phá Vân. Chí Âm Tạo Hàn. Một nhát kiếm hóa cảnh đỉnh phong được thi triển triệt để. Sau khi tạo ra dị tượng Tử Diên kiếm quyết tầng 9, đây có thể là nhát kiếm mạnh nhất mà Lâm Nhất thi triển. Vừa rồi nhát kiếm này đã chém vỡ thiên lôi phá không ai bì nổi của Bạch Lê Hiên. Khi kiếm thế mênh mông vô tận ngưng tụ thành lưỡi kiếm sắc bén bay lên, Tần Vũ trên không trung cũng hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lạnh mặt nói, thảo nào có thể chém vỡ thiên lôi phá, nhát kiếm hóa cảnh đỉnh phong quả nhiên đáng sợ. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta, chênh lệch giữa ta và ngươi không phải kiếm thuật của ngươi có thể bù đắp. Mọi thứ chỉ là hư ảo, đi chết đi. Khi trưởng mang kia đè xuống, đất trời đổi sắc, những lưỡi kiếm nổi lên lập tức nổ tung. Lẫn vào khói lửa điêu tàn, tạo thành dư chấn vô cùng kinh khủng, hóa thành kiếm quang hỏa diễm bắn tứ tung khắp quảng trường Long Môn. Chúng như những ngôi sao băng lướt ngang bầu trời, rơi xuống đất tạo thành những cái hố thật sâu. Rất nhiều võ giả ngồi trên ghế quan chiến bị vạ lây, trọng thương tại chỗ, vô cùng thê thảm. Lâm Nhất biến sắc, đóa hoa Tử Diên sau lưng hắn xuất hiện vết rách, sau đó tan thành mây khói. Ta đã nói rằng ta sẽ trả lại mối nhục ngày đó. Trong mắt đại hoàng tử bắn ra tia sáng như điện, trưởng mang đè xuống không chút nương tay, cả quảng trường Long Môn rung lắc kịch liệt. Còn trung tâm của cơn chấn động, chiến đài vương giả vốn đã bị thủng trăm nghìn lỗ lại xuất hiện một cái hố sâu mấy chục mét. Cả người Lâm Nhất hoàn toàn rơi xuống, bị chôn vùi dưới chỗ sâu nhất của hố. Không rõ sống chết, dư chấn đáng sợ dao động. Lâm Nhất dưới hố sâu không rõ sống chết. Đây là thực lực của đại hoàng tử sao? Ba trưởng đã nắm chắc phần thắng, hoàn toàn áp đảo Lâm Nhất. Không thể nói là áp đảo, chỉ có thể nói Lâm Nhất đã tốn quá nhiều sức lực trong ba trận trước. Mũi kiếm của hắn vẫn sắc bén, nhưng nhìn thế nào cũng thấy uy thế không còn mạnh bằng lúc đỉnh phong. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Đây là lý do tại sao trước giờ chưa ai có thể thành công trên con đường địa ngục. Bốn người có thể tiến vào vòng loại bốn đều là nhân tài trong nhân tài, càng về sau càng tốn sức. Đúng đó, nhìn lúc Lâm Nhất thắng Tư Tuyết Y kìa, khi đó vẫn còn nhẹ nhàng, đến lượt Vân Chân thực chất đã thắng hơi miễn cưỡng. Đại hoàng tử thoạt nhìn ngông cuồng nhưng thật ra lòng dạ rất sâu, chỉ với ba trưởng, trưởng sau mạnh hơn trưởng trước, liên tục thăm dò điểm mấu chốt của Lâm Nhất. Sau khi xác định đối phương còn lại bao nhiêu thực lực thì tung đòn quyết định, tạo hiện tượng giả để người ta tưởng rằng mình vô địch. Không sai, nếu cả hai đều ở trạng thái đỉnh phong thì trận đấu này khó nói trước được.
Tần Vũ có mạnh hay không? Mạnh. Mạnh đến đáng sợ. Nhưng Lâm Nhất giành được tư cách đấu theo hình thức địa ngục từ nhóm thua cuộc, liên tục chiến thắng đối thủ, có thể đi tới trước mặt đại hoàng tử Tần Vũ đã đủ chứng minh thực lực của hắn. Công tử Táng Hoa hoàn toàn không kém. Đáng tiếc, mệnh trời không thuộc về hắn, chỉ đến muộn một bước đã để mình bước vào địa ngục. Rất nhiều người khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Nghĩ đến lần đầu tiên thiếu niên bước lên đài khí phách nhường nào, hắn đã bất ngờ xuất hiện khi mọi người đều cho rằng hắn sẽ không đến. Sau đó hắn đã đánh bại liên tiếp hai vị công tử, tiến vào vòng loại 8 sau cùng như một con hắc mã. Có thể nói phong thái của hắn sớm đã in sâu vào lòng người, khiến người ta khâm phục. Uy lực ba trưởng của Tần Vũ đã làm cho rất nhiều cao thủ trên quảng trường Long Môn chấn động, nhưng Lâm Nhất rơi xuống hố sâu kia vẫn khiến người ta kính phục. Thiếu niên này không dễ dàng chút nào, tuy bại nhưng vinh. Chỉ là một tên kiếm nô mà dám tranh hạng nhất với bản điện hạ, thật hoang đường. Trọng tài đại nhân, ta nghĩ, chắc đã có thể tuyên bố ta thắng rồi phải không? Trên khuôn mặt u ám của hắn ta lộ ra nụ cười xưa nay chưa từng thấy, hắn ta nhìn về phía trọng tài, người đã bị một trưởng này gây chấn động. Trên không trung, trọng tài đang ngây người lập tức rời mắt khỏi hố sâu, chậm rãi hạ xuống, gật đầu nói, Lâm Nhất đã ngất xỉu, tuy không thể phán đoán sinh tử, nhưng hắn không đứng dậy nổi, theo quy định thì có thể tính ngươi chiến thắng. Vậy mời tuyên bố. Tần Vũ nhếch môi, xoay người lại cười bảo. Thắng rồi ư. Rất nhiều người như vừa tỉnh mộng, lần lượt đưa mắt nhìn về phía Tần Vũ. Cuối cùng vẫn như dự đoán trước đó, người thắng cuộc chiến sau cùng của Long Môn tranh tài vẫn là Tần Vũ. Không có bất ngờ, cũng không có kỳ tích. Sau hôm nay, hắn ta sẽ giành chấn Đại Tần, được hưởng vinh dự đặc biệt tối cao, trở thành một trong những người tài chân chính trẻ nhất của đế quốc Đại Tần. Tần Vũ đảo mắt qua hướng Lăng Tiêu Kiếm Các. Nở nụ cười vô cùng sâu xa. Tiểu sư đệ. Ở dưới đài, Hân Nghiên nghiến răng nghiến lợi, lòng đau như cắt, cực kỳ khó chịu, nếu không nhờ Lạc Phong trưởng lão giữ cô lại thì cô đã xông lên chiến đài. Ta tuyên bố, Long Môn tranh tài, người thắng cuối cùng, Phi Vũ. Nhưng bỗng nhiên trọng tài biến sắc, nụ cười trên mặt Tần Vũ cũng cứng đờ. Ầm ầm. Trong tiếng nổ rung trời, đất trời đổi sắc. Trước ánh mắt của vô số người, một sức mạnh đáng sợ xưa nay chưa từng có bùng nổ từ dưới hố sâu trên chiến đài vương giả. Dưới đáy hố sâu kia lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Một tia, hai tia, ba tia sáng rực rỡ phóng thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây. Những luồng sinh khí liên tục phun ra từ dưới hố sâu, khiến người ta giật nảy mình. Có chuyện gì vậy? Khí tức mạnh quá, đây rốt cuộc là gì? Là tu vi bản nguyên. Tu vi bản nguyên của cao thủ hàng đầu. Vô số cao thủ tử phủ nhìn thấy cảnh này đều chấn động. Rõ ràng ba tia sáng phóng ra từ dưới hố sâu kia là ánh sáng chỉ có tu vi bản nguyên mới có thể tạo ra. Chuyện này sao có thể? Văn Ngạn Bác của Hỗn Nguyên Môn lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tu vi bản nguyên này còn mạnh hơn bản thân ông ta gấp mấy lần. Một cao thủ có thực lực mạnh như thế sẽ quý trọng tu vi bản nguyên đến mức nào? Nếu cho đi tu vi bản nguyên, ngoài hậu quả cảnh giới bị giảm, cả đời không thể thăng lên thiên phách, cái giá lớn hơn chính là tuổi thọ, đây là cái giá mà Lâm Nhất cũng không biết được. Một sợi là 10 năm tuổi thọ, ba sợi là 30 năm tuổi thọ. Với cái giá đắt như thế, dù là người thân nhất cũng không thể dễ dàng làm được. Răng rắc. Khi ba tia sáng tụ lại thành một, dưới đáy hố có người ngửa mặt lên trời hét dài. Ong ong ong. Tiếng kiếm reo quen thuộc lại vang vọng khắp quảng trường Long Môn, chấn động bên tai mọi người. Là Lâm Nhất. Lâm Nhất vẫn chưa thua. Chết tiệt, ông đây khóc mất rồi, không ngờ tiểu tử này vẫn còn át chủ bài. Con đường địa ngục vẫn chưa kết thúc, hy vọng vẫn còn, hy vọng vẫn còn. Trong lúc nhất thời, cả quảng trường Long Môn trở nên sôi trào, rất nhiều người phấn khích reo hò. Một bóng người nhảy ra khỏi hố, hắn trở mình rồi dẫm mạnh xuống đất. Thiếu niên mặc áo xanh, lưng đeo hộp đựng kiếm, diện mạo anh tuấn, ngũ quan đẹp như điêu khắc.
hắn chưa hẳn là mỹ nam tuyệt thế, nhưng trông cũng khôi ngô tuấn tú, khí chất thoát tục, vẻ sắc bén hiện rõ trên khuôn mặt. Thiếu niên này không phải Lâm Nhất thì có thể là ai? Ta còn chưa lên tiếng thì sao có thể xử thua được chứ? Lâm Nhất nhếch mép cười nhìn Tần Vũ đang đứng ở phía đối diện hố sâu. Trong nụ cười rạng rỡ mang lại cảm giác tự tin đã có dự tính trước, bình tĩnh không gì phá được. Khí tức trên người hắn càng khiến người ta kinh ngạc hơn, Lâm Nhất không chỉ đạt tới đỉnh phong mà tu vi còn tăng lên một bậc. Đạt tới cảnh giới bán bộ tử phủ một cách khó tin, hoàn toàn ngang bằng với tu vi của Tần Vũ. Chết tiệt! Tần Vũ vừa mới hết ưu phiền, tâm trạng còn đang vui vẻ chưa từng có thoáng chốc xa sầm mặt, nét mặt cực kỳ khó coi. Đại hoàng tử điện hạ, thất vọng lắm đúng không? Lâm Nhất cười khẽ, nhỏ giọng nói. Hừ, ngươi thăng lên bán bộ tử phủ thì sao, từ 2 năm trước bản hoàng tử đã là bán bộ tử phủ rồi, xét về nền tảng, ngươi vẫn không bằng ta được. Dù ngươi bò ra từ trong địa ngục, ta cũng có thể lại đạp ngươi xuống, lần này sẽ không cho ngươi bất cứ một cơ hội nào nữa. Ầm ầm. Hơi thở đáng sợ bộc phát từ trên người Tần Vũ. Công pháp cấp địa huyền dương quyết được hắn ta không ngừng điều động, cả người hắn ta lóe lên ánh sáng chói mắt. Hắn ta đứng trên chiến đài vương giả đổ nát, như một quả cầu lửa nóng tựa mặt trời. Nét mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, hắn chỉ hơi cảm thán, hắn đã dùng hết 3 luồng tu vi bản nguyên mà Mai Hộ Pháp để lại rồi. Tu vi bản nguyên này quý giá đến mức hắn không nỡ dùng, tựa như máu và thịt của Mai Hộ Pháp vậy. Luyện hóa nó chẳng khác nào đang uống máu ăn thịt của Mai Hộ Pháp, tàn nhẫn đến mức nào chứ? Hắn đảo mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Kiếm Các, dừng lại trên người Hân Nghiên và khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của đối phương, hốc mắt của cô đã ướt đẫm từ lâu. Sau đó hắn nhìn thấy tiểu tử Lý Vô Ưu kia đang cười hồn nhiên, nhưng nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào. Hắn lại nhìn thấy Lạc Phong trưởng lão cũng đang rưng rưng nước mắt, ông ta tuổi đã cao. Nhưng lúc này cũng không thể kiềm chế cảm xúc. Rất nhiều người đều để tâm đến hắn. Hắn rời mắt nhìn về phía ngựa huyết long ngốc nghếch kia, nó đứng ở trung tâm quảng trường, nhe miệng lộ ra 2 hàng răng cửa, không ngừng cười ra tiếng. Cả Hân Tuyệt đại ca ở trên trời, có lẽ huynh cũng đang nhìn ta đúng không? Còn có rất nhiều người không đến quảng trường Long Môn, nhưng Lâm Nhất có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn họ xuyên qua biển rừng. Xuyên qua núi sông, xuyên qua sông lớn chú ý đến mình. Mình không cô đơn. Trong lòng Lâm Nhất thoáng chốc dâng lên khí thế hào hùng, nhiệt huyết không ngừng sôi sục trong lòng hắn. Trận chiến này, hắn phải chiến đấu vì mình, cũng như vì tất cả những người bận tâm đến mình. Ta không chỉ có một mình, ta không thể chết. Kiếm ý ngất trời dâng lên từ trên người Lâm Nhất, kiếm ý đi cùng với khí thế đã dâng lên bán bộ tử phủ của hắn. Va chạm kịch liệt với khí thế đáng sợ trên người Tần Vũ. Kiếm! Hắn thầm quát to một tiếng, kiếm Táng Hoa đang ở một nơi khác biến thành tia sáng phá không lao tới. Lâm Nhất giơ tay lên nắm chặt lấy thanh kiếm, cảm giác huyết mạch tương liên, tâm linh tương thông tràn ngập cả người hắn. Kiếm của ta, vinh quang bất diệt. Lúc khí thế của 2 người lên đến đỉnh cao, Lâm Nhất và Tần Vũ đồng thời biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hai người lần lượt ra tay ở trung tâm của hố sâu, va chạm dữ dội với nhau. Lâm Nhất cầm kiếm Táng Hoa trong tay, lúc này, hắn vừa vung kiếm, ánh sáng hạo nguyệt lập tức được chém ra. Tử Diên kiếm quyết được hắn sử dụng đến mức độ mạnh nhất, dưới cảnh giới bán bộ tử phủ, sức mạnh của chiêu kiếm này vượt qua tất cả mọi chiêu thức hắn từng đánh ra trước đây. Rắc. Trong lúc Lâm Nhất giơ tay, kiếm mang thoáng chốc chém trưởng mang mà Tần Vũ đánh ra thành 2 nửa. Chết đi! Tần Vũ quát một tiếng, trưởng mang biến thành lưỡi dao sắc bén và nóng bỏng, lặng lẽ đánh về phía Lâm Nhất. Vù vù vù! Hắn ta nhanh chóng đánh ra 9 trưởng, 9 trưởng mang tựa như 9 đao quang, mỗi 1 trưởng đều nhanh như tia chớp, tốc độ như điện quang. Nhưng nó lại hàm chứa chân nguyên huyền dương cuộn trào mênh mông. Chỉ một đòn đã bộc phát ra khí thế vô cùng đáng sợ. Nét mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, hắn lập tức ra tay, huy động kiếm mang, lần lượt đỡ lấy 9 trưởng này. Huyền Dương bộc. Mái tóc dài của Tần Vũ tung bay, hắn ta như nổi điên, quát to một tiếng. Oanh.
chín trưởng mang đang tản ra tựa như chín lò luyện lớn nhỏ khác nhau thoáng chốc hòa lại làm một. Trên không trung, một lư đỉnh tựa như mặt trời chói chang dốc ngược bay xuống. Không khí bị thiêu đốt một cách vô tình, trong tầm mắt người ngoài, có một thần lư của tiên cung chút xuống. Một con sông chứa đầy dung nham tựa như du long muốn cắn nuốt lấy Lâm Nhất. Ánh mắt Lâm Nhất trở nên tập trung, hắn nắm chặt kiếm táng hoa, nhanh chóng cua múa. Hoa tử diên nở rộ, từng tia kiếm mang tung bay, chém tan con sông hỏa diễm kia. Dung nham nóng chảy bắn tứ tung, tạo thành tiếng vang ùng ùng, tình cảnh chẳng khác nào ngày tận thế. Ánh sáng chiều dương. Nhìn thấy con sông dung nham bị Lâm Nhất phá hủy, trong mắt Tần Vũ có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hắn ta tựa như ánh sáng mặt trời xuất hiện lúc sáng sớm tinh mơ. Tần Vũ giơ tay, trưởng mang lập tức bay về phía Lâm Nhất với tốc độ kinh người. Nhanh quá! Một trưởng này nhanh đến mức đáng sợ, nhanh đến mức mắt thường không thể nào theo kịp. Nhưng kiếm của Lâm Nhất lại nhanh hơn xương hàn vạn lý, Lâm Nhất chém tới một kiếm, khiến trưởng mang đang bay tới bị đóng băng. Thân kiếm khẽ rung, kiếm thế hào hùng xuất hiện, trưởng mang đang đóng băng trong không trung lập tức nổ tung. Nắng gắt như lửa. Tần Vũ cắn răng nghiến lời, ánh sáng chiều dương biến thành ánh sáng nóng bỏng nhất lúc giữa trưa, chiếu xuống một cách mãnh liệt. Kính hoa thủy nguyệt. Người Lâm Nhất lóe lên, kiếm của hắn như hoa trong kính, như trăng trong nước, hư hư thực thực hư hư. Cho dù trưởng mang của đối phương có đáng sợ đến mức nào, thì chỉ cần nó rơi vào trong kiếm thế hư hư thực thực của hắn cũng sẽ như rơi vào trong gương. Rắc. Vào khoảnh khắc mặt kính vỡ tan, chân nguyên huyền dương như ánh mặt trời gay gắt ầm ầm nổ tung. Dư âm đáng sợ xuất hiện, hai người đồng thời lùi ra xa. Mỗi người dừng lên ở một bên rìa của chiến đài đã trở thành một đống đổ nát từ lâu, trên mặt đất có ngọn lửa không ngừng bốc cháy, kiếm ý tán loạn khắp nơi. Đến lượt ta ra tay rồi nhỉ? Trong ngọn lửa dữ dội, Lâm Nhất cười khẽ nhìn đối phương. Ra tay thì sao chứ? Ta sợ ngươi chắc. Tần Vũ lạnh lùng quát. Sợ ngươi bị dọa thôi. Lâm Nhất cười khẽ, kiếm táng hoa trong tay hắn vô cùng hưng phấn rung lên. Ong! Trong cơ thể Lâm Nhất đột nhiên có tiếng kiếm reo lanh lảnh vang lên, đây là làn điệu cả dây đàn cổ xưa nhất thế gian cũng không thể đàn ra được. Kiếm âm thông thần, mờ ảo như tiên. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một tia kiếm quang đã vô tình quét ra. Lúc này, trên chiến đài vương giả rộng lớn không ngừng có tiếng nổ tung vang lên, nơi kiếm mang đi qua, tất cả mọi thứ đều bị nó chém nát một cách dễ dàng. Phụt! Tần Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm mang chém trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Chiêu kiếm này cũng khiến chiến đài vương giả vỡ làm đôi. Đại hoàng tử điện hạ, ngươi thử đoán xem Lâm Mỗ đã dùng mấy phần sức. Áo xanh trên người thiếu niên tung bay, gió thổi bay mái tóc dài, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo ý cười châm chọc. Nụ cười này khuynh thành như yêu tinh, chiêu kiếm này cũng xuất trần như thần tiên, nhất thiếu như yêu, nhất kiếm như tiên. Kiếm ý tiên thiên. Trong mắt Tần Vũ lộ vẻ hoảng sợ, nói với vẻ khó tin. Kiếm ý tiên thiên. Thật sự là kiếm ý tiên thiên ư. Không biết, nhưng kiếm ý này thật sự quá đáng sợ, chưa từng thấy bao giờ. Đúng là chưa từng thấy bao giờ, nhưng nếu là kiếm ý tiên thiên thì thật khó tin quá. Không chỉ là Đại Tần Đế Quốc, dù là Nam Hoa Cổ Vực cũng chưa từng có ai còn chưa vào tử phủ đã đạt tới kiếm ý tiên thiên thế này. Lời nói của Đại Hoàng tử khiến quảng trường Long Môn rơi vào trạng thái khiếp sợ. Chiêu kiếm này bổ đôi chiến đài vương giả. Dư âm của kiếm ý đáng sợ vẫn chưa biến mất, mái tóc dài của thiếu niên trên chiến đài tung bay, áo bào xanh được gió thổi vù vù. Kiếm thế trên người hắn biến thành cuồng phong, gột rửa khắp chiến đài vương giả. Đối diện với hắn, ánh sáng chói mắt ban đầu của Đại Hoàng tử Tần Vũ hoàn toàn bị bao phủ. Thế sự như ván cờ, thật khiến người ta cảm thán. Chẳng lẽ Lâm Nhất sắp thắng trận chiến cuối cùng này rồi sao? Cảnh tượng này tựa như một giấc mơ, có thể nói kỳ tích đã thật sự xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Một thiếu niên không được tất cả mọi người xem trọng, liều mạng bước ra từ trong con đường địa ngục, trước mắt, dường như hắn còn sắp chiến thắng trận chiến cuối cùng rồi.
Từ khi Long Môn tranh tài bắt đầu, chuyện chưa từng có ai làm được lại sắp được thiếu niên này hoàn thành. Lúc này, cuối cùng mọi người của Lăng Tiêu Kiếm Các mới cảm thấy yên tâm. Khuôn mặt xinh đẹp của Hân Nhiên sán lạn trở lại, thoáng chốc trở nên rung động lòng người, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vẻ đẹp của cô vẫn luôn rất nổi bật, dung nhan xinh đẹp tựa như hoa hồng. Cô vốn có nét quyến rũ trời sinh, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng, khiến người ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không dám khinh thường. Lạc Phong trưởng lão sờ râu, nước mắt lưng tròng, kích động không thôi. Dù không phải là kiếm ý tiên thiên, thì với khí thế trước mắt, trận chiến này, Tần Vũ đã không thể làm gì Lâm Nhất nữa. Những người đứng dưới chiến đài đều thấy rung động, nhưng nếu nói về khiếp sợ, thì không ai khiếp sợ bằng Phi Vũ công tử trên chiến đài cả. Tần Vũ cảm nhận kiếm thế đáng sợ trên người đối phương, nét mặt cứng đờ, hắn ta lạnh lùng nói, kiếm ý tiên thiên, sao ngươi có thể lĩnh ngộ được kiếm ý tiên thiên? Kiếm ý tiên thiên ư, ngươi đoán sai rồi, chiêu kiếm khi nãy không phải là kiếm ý tiên thiên, đây mới là kiếm ý tiên thiên. Dứt lời, sâu trong tròng mắt Lâm Nhất có ánh sáng rực rỡ lóe lên, chói mắt tựa như ngôi sao trên bầu trời. Kiếm ý hào hùng trước đó bắt đầu lột xác, chẳng khác nào tái sinh. Kiếm ý trong suốt, tuyệt trần trong đất trời, lúc ẩn lúc hiện, không nhiễm bụi trần, kiếm âm như tiên. Oanh! Kiếm ý hào hùng trên người hắn thoáng chốc bay lên bầu trời, trường kiếm trong tay những người đang theo dõi cuộc chiến ở quảng trường Long Môn cũng hoàn toàn mất khống chế, không ngừng rung lên. Đáng ghét, không thể khống chế được. Kiếm ý quá mạnh. Trước đó, bọn họ còn có thể miễn cưỡng khống chế bội kiếm của mình, nhưng sau khi kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh trước mắt được Lâm Nhất chém ra, rất nhiều kiếm khách đang có mặt đều không thể khống chế bội kiếm trong tay nữa. Phụt phụt phụt. Những thanh trường kiếm lóe sáng, phá không bay đi. Chiêu kiếm này, ta thay Hân Tuyệt đại ca trả lại cho ngươi. Ánh mắt Lâm Nhất vô cùng lạnh lẽo, sát khí lạnh như băng bắn tán loạn, nếu Hân Tuyệt đại ca vẫn còn sống. Nếu Hân Tuyệt đại ca vẫn còn sống, một kiếm chứa đựng kiếm ý thiên tiên vẫn sẽ chém lên đầu đối phương. Thiên đạo luân hồi, thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng. Một kiếm mang không thể miêu tả bằng lời nở rộ trong tay Lâm Nhất, chiêu kiếm này chói chang tựa như ánh mặt trời, nhanh như tia chớp, muốn hủy thiên diệt địa. Đáng chết, ta chắc chắn sẽ không thua, chắc chắn là như thế. Trong mắt Tần Vũ lóe lên cảm xúc điên cuồng, hắn ta cắn đầu lưỡi, quát lên một tiếng, điều động huyền dương quyết đến cực hạn. Dưới da mặt mơ hồ có hoa văn hỏa diễm hiện lên, trông cực kỳ quái dị. Chân nguyên huyền dương đáng sợ lại dâng trào trong người Tần Vũ một lần nữa, trên người hắn ta bộc phát ra hơi thở còn kinh khủng hơn trước đây. Dù Lâm Nhất nắm giữ kiếm ý tiên thiên, nhưng vì vị trí đứng đầu bảng, hắn ta sẽ bất chấp tất cả, liều mạng đến cùng. Hắn ta giơ tay, lại một chưởng mang hỏa diễm ngưng tụ, va chạm với kiếm mang đang bay đến. Chỉ trong nháy mắt, chiến đài vương giả to lớn lại không thể chịu đựng được. Hoàn toàn sụp đổ. Tựa như có một ngọn núi cao sụp đổ trước mắt mọi người. Ầm ầm. Chiến đài vương giả treo trên không trung hoàn toàn trở thành một đống đổ nát, đất đá mấp mô chất đống dưới đất. Xoẹt. Ở trung tâm gió bão, có người nhìn thấy một bóng người đâm rách trường mang, sau đó Tần Vũ chợt liên tục lùi về sau. Trên không trung có máu tươi bắn ra. Là của Tần Vũ. Dưới kiếm mang hàm chứa kiếm ý tiên thiên, dù hắn ta có điều động huyền dương quyết đến cực hạn thì vẫn không thể đỡ được. Ngực Tần Vũ bị đâm trúng một kiếm, vết thương rất đáng sợ, có máu tươi còn đang tí tách rơi xuống. Thua rồi. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người thầm cảm thán, nếu không ngoài dự đoán, vị trí đầu bảng chắc chắn là của Lâm Nhất rồi. Chênh lệch quá rõ ràng. Nhưng có thể chứng kiến kỳ tích ra đời. Mọi người đều hơi kích động, bao nhiêu năm không thấy trận chiến khoa trương như thế, có thể tận mắt chứng kiến là niềm vinh hạnh to lớn đến mức nào chứ? Vô dụng. Lúc này, Lâm Nhất hờ hững cất tiếng châm chọc. Nghe thấy câu này, trong lòng mọi người như có sấm chớp vang lên, Lâm Nhất còn nói đại hoàng tử vô dụng. Đại hoàng tử Tần Vũ là một người thế nào chứ? Dù là thân phận hay thực lực của hắn ta đều nằm ở đỉnh cao của Đại Tần đế quốc này.
đứng ở trên cao, không ai sánh bằng. Xưa nay đều là hắn ta sỉ nhục người khác, không có thứ gì mà hắn ta không đạt được, không ai dám đắc tội với hắn ta. Nhưng bây giờ, Lâm Nhất lại ngang nhiên gọi hắn ta là phế vật trong trận đấu cuối cùng của Long Môn tranh tài. Nhục nhã biết chừng nào. Lâm Nhất hoàn toàn không nể mặt người kia, trong lòng mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tần Vũ vốn đã bị thương, sắc mặt lập tức tái xanh, có chút không tin nổi, dường như mình đã nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Lửa giận bốc cháy trong mắt Tần Vũ, gào lên. Không phải ngươi nói một tên kiếm nô như ta mà cũng xứng tranh vị trí đầu bảng với ngươi sao? Bây giờ, ngươi còn không bằng cả một kiếm nô như ta, không phải phế vật thì là gì? Vẻ mặt Lâm Nhất thở ơ, thấp giọng quát, táng hoa trong tay kêu vang không dứt. Nếu là người bình thường nói đại hoàng tử là phế vật, căn bản sẽ không ai tin, thậm chí còn bị chế nhạo. Nhưng trước mắt, Lâm Nhất, người đã đánh bại hắn ta nói ra lại rất có trọng lượng. Vù! Trong đống phế tích, Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa, lại bước ra một bước. Thất huyền bộ được sử dụng, bóng người như chim hồng lướt qua, nháy mắt đã đến trước mặt người kia. Thủy Nguyệt kiếm pháp, kiếm thứ 10, Thiên Phá Vân. Một kiếm này vừa được sử dụng, gió bão mũi kiếm đáng sợ ngưng tụ thành vòi rồng rít gào. Tần Vũ lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, uy áp đáng sợ từng bước đến gần, khiến hắn ta cảm giác được sự tuyệt vọng hoàn toàn không thể chiến thắng. Chết tiệt, vì sao lại như vậy? Trong lòng Tần Vũ chứa đầy sự bất cam vô tận, biết rõ không thể chống lại nhát kiếm này, nhưng vẫn xông lên. Hắn ta tiếp tục sử dụng chân nguyên huyền dương, thậm chí ngay cả hoa văn hỏa diễm thoát ẩn thoát hiện trên mặt cũng không phát giác ra, chỉ điên cuồng tấn công. Ầm ầm ầm. Từng luồng quyền mang đáng sợ điên cuồng đánh vào gió bão lưỡi kiếm, vang lên tiếng nổ rung trời. Uy lực gió bão cũng có yếu đi, nhưng mỗi lần tấn công, sức mạnh phản chấn đều sẽ khiến Tần Vũ nôn ra máu. Đáng sợ. Đại hoàng tử điên rồi sao? Sau vài lần tấn công, sắc mặt Tần Vũ trắng như tờ giấy. Người khác nhìn vào mà tim đập thình thịch. Tình huống này còn không nhận thua chẳng khác nào tự tìm cái chết. Sau mười mấy luồng quyền mang, giá bão lưỡi kiếm bị Tần Vũ đánh tan. Giết! Nhưng hắn ta không kịp lộ ra nụ cười, Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa lướt người lên, chân nguyên hùng hậu điên cuồng sao động, kiếm táng hoa chém mạnh xuống trong cơn chấn động. Lùi, 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 lùi! Trong miệng Tần Vũ không ngừng tràn máu, hoàn toàn không thể đối địch với kiếm thế của Lâm Nhất. Chỉ có thể không ngừng lùi về sau. Giờ phút này, đại hoàng tử tóc tai rũ rượi, toàn thân là máu, vô cùng nhếch nhác. Nào còn chút phong thái gì của hoàng tử. Ngày hôm ấy trong tuyết cảnh, hắn mạnh mẽ đánh bại tinh anh hội Thanh Huyền, cưới Hân Nghiên trước sự chứng kiến của nhiều người. Đội nghi thức hùng hậu kéo dài 10 dặm trong gió tuyết, vinh quang cỡ nào. Mặc dù bị thiếu niên cướp đi Hân Nghiên ngay trước mặt mọi người, hắn ta cũng có thể cao ngạo nói ra lời thách thức, dám đến tham gia Long Môn tranh tài, ta sẽ lấy mạng ngươi. Nhưng bây giờ, nói hắn ta là chó nhà có tang cũng không có gì quá. Vù! Tần Vũ không thể tránh né, bị một kiếm đâm trúng, lập tức bay ngược ra sau, rơi xuống đống đá hoang. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, lướt người bay sang. Ầm! Chỉ nháy mắt vừa rồi. Trong hố đá vụn bỗng bùng lên ánh sáng vàng chói mắt. Khí tức đáng sợ dâng lên từ sâu trong hố, đó là tiếng gào thét khiến người ta rùng mình. Võ hồn. Là võ hồn, đại hoàng tử Tần Vũ đã tế võ hồn. Không ai ngờ, trong cục diện biết rõ sẽ thất bại, đại hoàng tử còn dám tế võ hồn. Lẽ nào không sợ võ hồn bị tổn thương sẽ dẫn đến cả đời không thể bước vào tử phủ hay sao? Nhưng chỉ chốc lát sau, mọi người đều biến sắc, Tần Vũ bay lên không trung, một con viêm tước màu đỏ lửa tỏa ra ba luồng huyền quang ở sau lưng hắn ta. Võ hồn huyền cấp tam phẩm. Không những là võ hồn huyền cấp, mà còn là võ hồn đã đạt tới huyền cấp tam phẩm. Khoảnh khắc chim loan sải cánh, uy thế ngọn lửa ùn ùn kéo tới, tạm thời đẩy lùi uy áp kiếm ý tiên thiên của Lâm Nhất. Tiểu kiếm nô, không ngờ đến phải không? Võ hồn của bổn hoàng tử là viêm tước huyền cấp tam phẩm, có dòng máu thanh loan thời thượng cổ.
Vẻ mặt Tần Vũ dữ tợn, dường như khi tế võ hồn này ra, hắn ta phải chịu áp lực rất lớn, lạnh giọng nói, mỗi khi tế võ hồn này ra đều phải chịu nỗi đau lửa thiêu đốt khắp người, là ngươi ép ta đấy, cháy thành cho bụi cho ta. Vụt. Dứt lời, võ hồn viêm tước huyền cấp tam phẩm sải cánh lao đến, những nơi nó đi qua, vạn vật đều bốc cháy. Không hay rồi. Mọi người hoảng sợ, không ngờ Tần Vũ còn có tuyệt chiêu đẳng cấp này. Bên ngai vàng Tử Thanh, ông lão áo đen đứng sau lưng đại hoàng tử cười nhạt liên tục. Ông ta nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt nhàn nhạt, tiểu nhân đắc chí. Nếu Tần Vũ chỉ có chút thiên phú thì sao lại được Huyền Dương Điện chọn chúng? Còn phá lệ giao Huyền Dương quyết cho hắn ta. Nhưng giây lát sau, nụ cười của ông ta đông cứng trên mặt. Ầm. Hung hồn thái cổ trúc long hiện thế, nó từng nuốt một hung hồn, bây giờ cũng đã bước vào huyền cấp, nhưng chỉ có như vậy vẫn chưa đến mức khiến ông ta kinh ngạc. Điều khiến ông ta kinh ngạc là một hung hồn nữa ầm ầm xuất hiện sau lưng Lâm Nhất. Cùng kỳ. Trúc long, cùng kỳ, hai hung hồn thái cổ đồng thời hiện thân, sau đó bùng lên hung uy ngút trời. Viêm tước vẫn chưa kịp tới gần đã bị hai hung hồn đồng thời lao tới xé nát. Không. Tần Vũ nôn ra máu, lập tức quỳ xuống đất không đứng dậy nổi. Khi hai hung hồn hiện thế, trong đống tàn tích của chiến đài Long Môn, thiếu niên ngạo nghễ đứng đó, dường như đang tuyên bố với tất cả mọi người sự tồn tại nào đó. Hôm nay, ai mới là người ngạo thế quần hùng ở Đại Tần? Chỉ có Lâm Nhất ta. Trúc Long, cùng kỳ. Trong phế tích của chiến đài Vương Giả, hai hung hồn đứng sau lưng Lâm Nhất, tôn thêm sự bá đạo cực kỳ cho thiếu niên. Tần Vũ nằm tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng khó tin. Xong đời rồi. Hắn ta xong đời thật rồi, tuyệt chiêu hắn ta trông cậy nhất cũng không đỡ nổi một đòn của hai hung hồn trước mặt. Bây giờ không còn thủ đoạn gì có thể đối kháng Lâm Nhất nữa rồi. Vì sao, Lưu Thương bỏ cuộc, Hân Tuyệt bị giết, Long Môn tranh tài đã biến thành vũ đài thuộc về hắn ta. Nhưng vì sao tên kiếm nô không có gì nổi bật này lại là người cười cuối cùng? Trận chiến cuối cùng, Lâm Nhất thắng. Trọng tài liếc nhìn tình trạng của hai người trong phế tích, đúng thời điểm lên tiếng. Thắng rồi. Mọi người ở quảng trường Long Môn chấn động, không có lời nào để diễn tả. Lâm Nhất của kiếm các, thằng nhóc không ai mong đợi này đã tạo nên kỳ tích lớn nhất trong 1000 năm trở lại đây. Trong tình huống không có bất cứ tiền lệ nào, hắn đã thông qua hình thức địa ngục, một đường lội ngược dòng, cuối cùng chiến thắng Tần Vũ. Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía bóng dáng thiếu niên áo xanh trên chiến đài Vương Giả, hào quang chói mắt. Quán quân, Lạc Phong trưởng lão của Lăng Tiêu kiếm các thở dài một hơi, thằng nhóc này quả thật chẳng dễ dàng gì. Không ai cảm thấy hắn là kẻ yếu, không ai cảm thấy hắn không đủ thiên phủ, chỉ nghĩ rằng hắn quá trẻ. Có lẽ đợi 3 năm nữa mới là vũ đài thuộc về hắn, nhưng 3 năm quá lâu, chính hôm nay, chính mấy ngày qua, hắn bước lên vị trí đầu bảng của Long Môn tranh tài ngay trước mặt mọi người. Kể ra, thằng nhóc này nhập môn khảo hạch là do ông ta đồng ý. Nghĩ lại đúng là tự hào, Lạc Phong vuốt râu, trên mặt lộ ra nét cười. Ha ha ha, đứng nhất, đứng nhất, đứng nhất. Lý Vô Ưu siết chặt nắm đấm, cười vô cùng vui vẻ. Thời khắc này, hắn ta thật sự thấy vui cho Lâm Nhất. Hân Nhiên không nói gì, chỉ là trong mắt có tia sáng lấp lánh, nước mắt rưng rưng. Thiếu niên này là khi xưa cô đã đích thân đào được ở cánh đồng tuyết mạc Bắc. Hắn lẻ loi một mình cầm kiếm vào đế đô, nghĩ lại những khó khăn mà hắn gặp phải trong lúc khảo hạch. Trong rừng rậm u ám bị đánh lén, ở kiếm các bị khiêu khích. Sau khi đại ca chết, hắn mang theo lời hứa, một mình một kiếm chặn thiên quân vạn mã của đại hoàng tử trong gió tuyết ở đế đô. Một đường đi đến đây, hắn thật sự quá gian nan. Gánh vác bao nhiêu áp lực người ngoài không thấy, biết bao cay đắng mà người khác không biết được. Nhưng chung quy hắn đã đi đến cuối cùng, đứng trên đỉnh cao của Đại Tần đế quốc. Phát tài rồi. Trong đám đông, thanh niên nào đấy đội mũ, cầm theo bầu rượu, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.
nghĩ tới số tiền mình cược cho quán quân ở lầu Nhàn Vân, tính ra không biết phải nhân lên bao nhiêu lần. Có người vui vẻ, có người buồn. Từ khi Lâm Nhất phóng ra kiếm ý tiên thiên, Văn Ngạn Bác của Hỗn Nguyên Tông không còn cười được nữa, gương mặt vô cùng cứng nhắc. Đám người của Vân Tiêu Kiếm Các có thể nói là hận Lâm Nhất thấu xương, hy vọng Lâm Nhất chết dưới tay Tần Vũ Nhất, bây giờ sắc mặt vô cùng khó coi. Đám người của Huyền Thiên Tông thì đều im lặng, không nói tiếng nào, vẻ mặt xa sầm. Trên ngai vàng Tử Thanh, từ đầu tới cuối Tần Vương không lên tiếng, vẻ mặt nặng nề nhắm mắt lại, không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Ngược lại, công chúa Phượng Hoa ở bên cạnh thì ánh mắt lóe lên tia sáng khác lạ, hình như là cười rồi. Chỉ là gương mặt đẹp tuyệt sắc của nàng ta giấu dưới mạng che mặt, không thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo. Đến đây, tất cả thứ hạng của Long Môn tranh tài đã được xác định. Người đứng đầu là Lâm Nhất. Còn những người khác dường như đều không quan trọng nữa, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Lâm Nhất. Đứng nhất, không, Tần Vũ ta mới là người đứng nhất cuối cùng. Tần Vũ chật vật đứng dậy, gương mặt dữ tợn. Sau khi nghe kết quả trọng tài tuyên bố, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ điên cuồng. Tần Hoàng tử, kết quả đã định. Cút. Trọng tài nhíu mày, muốn ngăn cản Tần Vũ, nhưng nhìn thấy sự thù hận điên cuồng trong hai mắt hắn ta thì vô cùng hoảng sợ. Nếu còn không tránh ra, e rằng người này sẽ ra tay với mình mất. Cản hay là không cản? Với trạng thái hiện tại của Tần Vũ, chỉ sợ ra tay nặng chút là sẽ lấy mạng hắn ta. Trọng tài vô cùng bất đắc dĩ, lui ra nhường đường. Vù! Tần Vũ vung tay, lao về phía Lâm Nhất đã thu kiếm vào vỏ, xua tan võ hồn. Hắn ta đã cạn kiệt chân nguyên lại miễn cưỡng vận chuyển Huyền Dương Quyết, trên mặt hiện ra hoa văn hỏa diễm đáng sợ, trông rất dữ tợn. Lâm Nhất nhíu mày, nhìn ra tình trạng đối phương không ổn, dường như có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, hắn đành lướt người tránh đi. Ha ha, sợ rồi à? Chỉ một kẻ kiếm nô như ngươi có tài cán gì mà tranh hạng nhất với ta? Tần Vũ như phát điên, không ngừng tấn công, bao nhiêu trưởng mang ngút trời kèm theo ngọn lửa cuồn cuộn đánh tới. Vù vù vù. Trưởng mang mạnh mẽ bùng nổ tiếng vang lớn giữa trời, dư âm đáng sợ lan ra bốn phía. Mọi người kinh ngạc, đại hoàng tử điên thật rồi sao? Kết quả đã định, chẳng lẽ cảm thấy mình quấy rối như vậy thì có thể thay đổi kết quả của Long Môn tranh tài hay sao? Ngây thơ quá nhỉ? Nhìn trưởng mang của đối phương càng lúc càng hung hãn, Lâm Nhất không thể không ra tay, chặn trưởng mang của hắn ta. Đối phó với kẻ liều mạng phản công thế này, nếu đánh chúng mình thì e rằng bị thương cũng không nhẹ. Lâm Nhất còn chưa ngu ngốc đến mức để mặc hắn ta tấn công mình. Dừng tay. Đúng lúc đó, người áo đen bên cạnh ngai vàng Tử Thanh không đợi Tần Vương lên tiếng, đột ngột quát lên. Lâm Nhất hơi sửng sốt, do dự một lúc rồi dừng động tác. Nhưng hắn vừa dừng tay, trường mang của Tần Vũ đã đánh mạnh lên ngực hắn. Phụt. Chân nguyên huyền dương của đối phương chui vào cơ thể. Càn quét thiêu đốt kinh mạch và lục phủ ngũ tạng, khóe miệng Lâm Nhất tràn máu. Ha ha, trận đấu này vẫn chưa kết thúc, không ai có thể phán định ta thua. Ta là hoàng tử của Đại Tần, quán quân chỉ có thể thuộc về ta. Nhìn Lâm Nhất bị một trưởng của mình đánh lui, thần sắc trong đáy mắt Tần Vũ càng trở nên điên cuồng. Nghĩ cũng không nghĩ, lại tung thêm một trưởng nữa về phía Lâm Nhất. Con run xéo lắm cũng quằn. Đã thế không cần phải nhịn nữa. Tần Vũ này thực sự cho là mình sợ hắn ta sao? Muốn chết. Đáy mắt Lâm Nhất lóe lên hàn mang, trong lúc vận chuyển Tử Diên kiếm quyết, hắn vung tay tung ra một chưởng đón đầu. Phụt. Lúc hai bàn tay chạm nhau, Tần Vũ lập tức ói ra một ngụm máu tươi, sau đó bị một chưởng này đánh văng ra ngoài, trông hắn ta yếu ớt như thể không thể chịu nổi một đòn. Hồng hộc. Nhưng Tần Vũ vừa mới chạm đất liền có một bóng người phá không lao đến, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, lão phu, bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao. Hắc y nhân kia là người vẫn luôn đứng phía sau Tần Vũ, hỗ trợ cho hắn ta. Ta đã dừng tay rồi, là người này cứ như con chó điên lao đến, ta mới buộc phải phản kích.
chẳng lẽ muốn ta đứng yên một chỗ để cho tên vô dụng này đánh chết gà? Xin lỗi, ta không làm được. Vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng, đáp trả gay gắt. Các hạ là người nào, vì sao tự ý xông lên chiến đài? Trọng tài đứng cách đó không xa nhíu mày hỏi. Lão Phu, chấp sự Huyền Dương Điện, Kỷ Vân, Tần Vũ là đệ tử của sư thúc ta, ta lo lắng cho an nguy của hắn ta, chẳng lẽ không được lên đài à? Hắc Y nhận mặt lạnh lùng, hung dữ trợn mắt nhìn trọng tài. Chấp sự Huyền Dương Điện. Lời vừa dứt, bên dưới chiến đài bỗng ổ lên kinh hãi. Huyền Dương Điện, đó là tông môn được xưng là bá chủ ở cả cổ vực Nam Hoa này. Sức mạnh khủng khiếp của tông môn này vượt quá sức tưởng tượng của mọi người trong đế quốc Đại Tần. Đừng nói là chấp sự, cho dù chỉ là một đệ tử nho nhỏ xuất hiện thì trong cả đế quốc Đại Tần cũng chẳng có người nào dám dây vào. Huyền Dương Điện, chẳng trách đại hoàng tử lại dám ngang ngược như vậy, có Huyền Dương Điện chống lưng cho hắn ta, quả thực là có tư cách để giở trò vô lại như vậy. Đúng đó, sợ là hắn ta cố tình phát điên đánh chết Lâm Nhất thì cũng chẳng phải chịu chút trách nhiệm nào đâu. Lâm Nhất cướp đi vị trí hạng nhất trong tay Tần Vũ, e là đã bị Huyền Dương Điện phán cho tội chết rồi. Trước kia chỉ nghe nói thế lực sau lưng Tần Vũ chính là Huyền Dương Điện, nay xem ra lời đồn quả thật không sai. Khi biết được thân phận của Hắc Y Nhân, tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật mình sửng sốt, vẻ mặt của người bên Lăng Tiêu Kiếm Các cũng biến sắc. View. Bóng dáng Lạc Phong trưởng lão lóe lên, đi đầu nhảy xuống đống đổ nát chặn trước người Lâm Nhất, lạnh lùng nhìn về phía Kỷ Vân. Những đệ tử và trưởng lão khác cũng mặc kệ tất cả nhao nhao nhảy xuống bao vây xung quanh bảo vệ Lâm Nhất ở giữa. Các hạ, cho dù có là chấp sự của Huyền Dương Điện thì việc trách móc đệ tử của kiếm các ta như vậy cũng quá vô lễ rồi. Vẻ mặt Lạc Phong nghiêm nghị, trầm giọng nói, đồng thời cẩn thận nhìn về một phía khác. Phụ thân, con khó chịu quá. Bỗng nhiên, ai cũng không ngờ Tần Vũ bị Lâm Nhất đánh cho một trưởng bay ra ngoài, nay gương mặt bỗng lộ ra biểu cảm vô cùng đau đớn. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn qua đều giật mình kinh hãi. Chỉ thấy trên mặt Tần Vũ xuất hiện đường vân hình ngọn lửa, da mặt rỉ máu trông vô cùng dữ tợn. Không. Tần Vương vẫn luôn yên lặng bỗng mặt biến sắc, cơ thể lóe lên sau đó đáp tới bên cạnh Tần Vũ. Nhưng vừa mới định đến gần, như không hề báo trước, cơ thể Tần Vũ đột ngột bốc cháy hừng hực, trước ánh mắt của bao người, hắn ta thét lên những âm thanh thảm thiết, Tần Vương và chấp sự của Huyền Dương Điện kia có lòng muốn cứu nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ chớp mắt, Tần Vũ đã bị thiêu cháy thành một đám tro tàn. Cái này! Tất cả mọi người có mặt tại đó đều bàng hoàng thẫn thờ. Tần Vũ chết rồi! Tự nhiên hóa thành cho bụi ngay trước mắt tất cả mọi người. Quả thực khiến người ta không thể ngờ được. Nhưng trong đáy mắt của một số người cũng lóe lên vẻ khác lạ, như thể bọn họ đã nghĩ đến cái gì đó chỉ là đều không nói thẳng ra mà thôi. Tẩu hỏa nhập ma. Không hề nghi ngờ, trong đầu những người có lòng nghi ngờ kia đều nảy ra bốn chữ tẩu hỏa nhập ma. Hắn ta vọng tưởng tu luyện công pháp địa cấp đã là đại kỵ, trong lúc chiến đấu với Lâm Nhất trên chiến đài. Đã có rất nhiều người nhìn ra được chút manh mối, trên mặt hắn ta thỉnh thoảng vẫn luôn có hoa văn hình ngọn lửa nổi lên, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ, rõ ràng đó chính là hiện tượng không thể khống chế được chân nguyên Huyền Dương. Sau khi thua trận đã giống như dầu cạn đèn tắt rồi. Cho dù là người bình thường thì lúc này cũng không nên chiến đấu nữa, nhưng Tần Vũ này lại vẫn ép mình ra tay. Từng bước đẩy bản thân mình đến bên bờ vực diệt vong. Trong cái chết của hắn ta, ngoài việc tự trách bản thân ra thì chẳng trách được bất cứ ai khác. Nhưng rất rõ ràng là có người lại không nghĩ như vậy. Lâm Nhất, ngươi thật to gan, cuộc thi đấu đã kết thúc rồi mà ngươi còn dám ra tay giết chết con trai ta, ngươi không coi bản vương ra gì có phải không? Tần Vương nhìn đám tro tàn sau đó hướng mắt về phía Lâm Nhất nổi giận tím mặt. Sát ý trên người ông ta tràn ra ảo ạt. Khí tức đáng sợ khiến tất cả mọi người có mặt phải run sợ. Đây là cơn giận của người thuộc cảnh giới thiên phách. Tần Vương nổi giận làm tất cả mọi người đều kinh sợ. Mọi người vốn dĩ đều cho rằng sau khi Lâm Nhất giành vị trí đầu bảng thì Long Môn tranh tài cũng đã đi đến hồi kết,
nhưng ai mà ngờ được sự việc lại diễn biến thành ra thế này. Tần Vũ Tẩu hỏa nhập ma mà chết, Tần Vương lại tính sổ món nợ này lên đầu Lâm Nhất. Đầu tiên là chấp sự của Huyền Dương Điện, sau lại đến Tần Vương là kẻ mạnh thuộc cảnh giới thiên phách, mọi người của Lăng Tiêu Kiếm Các bỗng cảm thấy áp lực cực lớn. Nhất là Lâm Nhất, một thân sát ý của Tần Vương cùng ánh mắt của ông ta đang ghim chặt lên người hắn. Dường như, chỉ một giây sau là sẽ ra tay giết người. Thằng nhóc nhà ngươi thực là độc ác, hạng nhất đã nằm trong tay rồi còn muốn giết người. Kỷ Vân chấp sự của Huyền Dương Điện nhìn Tần Vũ đã biến thành đám cho tàn thì gương mặt lập tức đen lại. Ông ta được tông môn phái đến Đại Tần chính là đảm nhận trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Tần Vũ. Nhưng đối phương lại chết đến mức chẳng còn cả bã, việc này bảo ông ta làm sao quay về giải thích cho tông môn được đây. Tần Vương, cái chết của đại hoàng tử e là không có liên quan gì nhiều đến Lâm Nhất. Chỉ cần là người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra được, Tần Vũ này chết do tẩu hỏa nhập ma, cớ gì lại trách tội lên đầu Lâm Nhất. Vẻ mặt Lạc Phong nghiêm nghị, mặc dù áp lực cực lớn nhưng ông vẫn cố gắng nói lý với bọn họ. Người muốn nói là bản vương không có đầu óc. Mặt Tần Vương lạnh băng, lạnh giọng cười nói. Không dám, nhưng chuyện gì cũng phải nói lý lẽ. Trên trán Lạc Phong chảy ra giọt mồ hôi to như hạt đỗ, cảm nhận được sát ý trên người đối phương rõ ràng càng nhiều thêm. Trong lòng thầm cảm thấy bất đắc dĩ, Tần Vương này vì cái chết của đại hoàng tử mà mất hết cả lý trí rồi. Nhưng cho dù là vậy, Lạc Phong vẫn như trước không chịu lùi bước mà vẫn đứng đối diện với đối phương. Hắn giết đệ tử của Huyền Dương Điện, cho dù có là hạng nhất của Long Môn tranh tài thì cũng không có đặc quyền được miễn tội. Nếu không để chấp sự Kỷ Vân xử lý thì thể diện của Huyền Dương Điện để ở đâu, Lăng Tiêu Kiếm các ngươi có gánh được nổi trách nhiệm này không? Mặt Tần Vương vô cảm, lạnh lùng đáp trả. Nói hay lắm. Trên ghế khán đài dành cho khách quý. Văn Ngạn Bác cười âm hiểm nói, nếu như Huyền Dương Điện trách tội thì không chỉ là việc của Lăng Tiêu Kiếm các nữa rồi, mà cả Đại Tần này sẽ phải chịu liên lụy cùng các người. Tần Vương nói không sai, bất luận thế nào cũng phải giao Lâm Nhất này cho chấp sự của Huyền Dương Điện. Nếu không, Lăng Tiêu Kiếm các của ông cố tình đối đầu với cả Đại Tần. Trưởng lão dẫn đoàn của Vân Tiêu Kiếm các đảo mắt, lập tức tiếp lời. Tiếp sau đó. Lần lượt có vài đại tông môn đồng thời lên tiếng ủng hộ Tần Vương, ủng hộ chấp sự của Huyền Dương Điện xử lý Lâm Nhất. Các luồng ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất. Thiếu niên vốn dĩ nên có quang mang chói lọi, mang theo vinh hạnh rời khỏi Long Môn lần này, nhưng không ngờ được lại đột nhiên gặp phải chuyện rắc rối như vậy. Dưới sức ép của Kỷ Vân và Tần Vương, tất cả những tông môn có ân oán với kiếm các đều cô lập hoàn toàn người thiếu niên này, bọn họ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hoặc là theo như bọn họ thấy, Lâm Nhất này từ đầu đến cuối chưa từng có tư cách để tranh hạng nhất. Người của Lăng Tiêu Kiếm các đều mang vẻ mặt vô cùng khó coi, không ngờ được Huyền Dương Điện và Tần Vương này lại ngang ngược bá đạo như thế, trước mặt mọi người thẳng thừng đòi xử lý Lâm Nhất. Xử lý thế nào? Là phế đi tu vi của hắn hay là lấy mạng của hắn, hoặc là chặt một cánh tay hắn? Không hề nghi ngờ. Huyền Dương Điện và Tần Vương đều có thực lực và tư cách để làm chuyện này, nhưng người của kiếm các ở đây sao có thể đồng ý? Giao Lâm Nhất ra đây. Chỉ thấy âm thanh chấn động đáng sợ truyền đến, Kỷ Vân mặt lạnh như băng bước về phía trước một bước. Tu vi của ông ta đã ở cảnh giới tử phủ đỉnh phong đang điên cuồng tràn ra, uy áp đáng sợ vậy mà cũng không hề kém hơn cảnh giới thiên phách của Tần Vương bao nhiêu, quả thực khiến người ta phải ngạc nhiên. Uy áp đáng sợ quá. Chấp sự của Huyền Dương Điện này muốn trừng phạt Lâm Nhất ngay trước mắt mọi người sao? Bá đạo quá rồi. Có Tần Vương ủng hộ, khí diễm của Kỷ Vân càng trở nên ngông cuồng, bá đạo vô lý. Lăng Tiêu Kiếm Các, thực sự muốn đối đầu với Huyền Dương Điện ta hay sao? Thấy nhóm trưởng lão đi cùng Lạc Phong không hề cử động mà vẫn bao vây che chắn cho Lâm Nhất ở giữa, Kỷ Vân này lạnh lùng quát lên. Huyền Dương Điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.